Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 21. Trung tâm điều khiển bí mật mà Từ Ngạo Tuyết xây dựng đã bị phá hủy hoàn toàn, khắp nơi trong nhà xưởng đều là máu thịt, máy tính cũng gần như bị hư hỏng hết. Đám nhân viên phòng giao dịch buôn bán ai cũng bị dính cả người đầy máu liên tục nôn mửa, không có biện pháp, cảnh tượng này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất buồn nôn. Cũng chính lúc này Hướng Đông Tình ra tay trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị bắt đầu tăng cao. Từ Ngạo Tuyết nổi cơn tam bành gọi một cuộc điện thoại cho người phụ trách hỏi mấy người đang làm cái quái gì vậy, tại sao không hành động theo kế hoạch. Một bước sai đó chính là từng bước sai, liên minh thương nghiệp từ thị đầu tư vào thị trường chứng khoán hơn 10 tỷ tài chính, có thể nói là công dã tràng. Tổng Giám Đốc Từ, chúng tôi bị người ta đánh lén, không biết từ đâu chui ra mấy trăm con chuột, hơn nữa trên người bọn chúng còn có bom mini, hiện tại cả phòng giao dịch bị phá nát đến chỉ còn một mớ hỗn độn. Người phụ trách khóc không ra nước mắt kể khổ với Từ Ngạo Tuyết. Đầu của Từ Ngạo Tuyết mê mang tay trong vô thức nắm chặt lại hung hăng đấm một đấm vào mặt bàn tức giận nói chắc chắn là do tên khốn kiếp Tề Đẳng Nhàn làm ra. Không bao lâu sau điện thoại của cô ta nhận được ảnh chụp hiện trường, chỉ cần nhìn thôi mà cũng liên tục nhíu mày. Chẳng qua uy lực của những quả bom mini kia chỉ tương tự như bọc pháp nên văn phòng trung tâm không có tai nạn chết người. Nặng lắm thì chính là bị nổ thương tích đầy mình chứ hoàn toàn không nổ chết. Bởi không phải tai nạn chết người cho nên nếu cô muốn giải quyết chuyện này thông qua cơ quan đại diện chính thức cũng không hề dễ dàng, hơn nữa bởi cô ta thao túng các điều lệnh giao dịch mua bán bất hợp pháp nên nếu đem sự tình ra ánh sáng để giải quyết thì người chịu thiệt trước hết có thể sẽ chính là bản thân cô ta. Sau khi sự việc bại lộ thì ba thủ phạm chính là bọn người Tề Đẳng Nhàn cùng với một cái đứng ngoài xem náo nhiệt là Lý Vân Uyển đã sớm rời khỏi nơi thị phi này. Tổng Giám Đốc Tề thật châu bò, cái ý nghĩ xấu xa này cũng có thể nghĩ ra được, tôi đoán Tổng Giám Đốc Từ chắc là bị anh làm cho tức chết rồi. Tiểu Lôi giơ ngón tay cái lên với Tề Đẳng Nhàn cười xấu xa. Cũng bình thường thôi, ít nhất cũng làm cho cô ta cảm thấy ghê tởm. Tề Đẳng Nhàn nhe răng trợn mắt cười quái dị đồng thời cảm thấy rất thoải mái. Trong lòng Thương Quân cảm thấy có chút lạnh cả người, nếu để Tề Đẳng Nhàn động não để chỉnh đốn người khác thật sự có thể đem người ta chỉnh chết. Trước kia chính mình cũng từng đắc tội anh ta nghĩ lại thì quả thật không quá sáng suốt. Thương Quân cũng nói chiêu này của Tổng Giám Đốc Tề thật thâm thúy, tôi đoán mấy người Từ Ngạo Tuyết cũng không dám dùng thủ đoạn bỉ ổi nào để đối phó với tập đoàn Hướng Thị của chúng tôi nữa. Có Tổng Giám Đốc Tề giúp đỡ tập đoàn Hướng Thị chắc chắn sẽ đứng vững vàng. Tề Đẳng Nhàn nói Bộ trưởng Thương cố gắng làm tốt thì về sau công ty phát triển lớn mạnh có lẽ cần anh đảm nhiệm các công việc trọng yếu. Ôi, vâng vâng vâng. Thương Quân vẻ mặt tươi cười đáp ứng. Xe chạy chưa được bao lâu thì Lý Vân Uyển la hét muốn dừng xe. Sau khi xuống xe, cô ta chạy đến ven đường vịn vào một thân cây uẹ uẹ nôn mửa. Cảnh tượng vừa rồi trong nhà xưởng làm cho cô ta nhìn thấy mà phát hoảng cộng thêm mùi máu tươi nồng đậm đến nghẹt mũi nên mới ngồi xe một lát cô ta trực tiếp không chịu nổi. Sao lại nôn ra rồi, mang thai? Tề Đẳng Nhàn quan tâm đi theo xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ta. Cẩu đồ vật, nói lung tung gì vậy? Lý Vân Uyển tức giận nói, cô ta cảm thấy dạ dày co rút kịch liệt vô cùng khó chịu. Bảo em đừng đi theo thì em cứ khăng khăng đòi tới, lần này đủ kích thích chưa? Tề Đẳng Nhàn nhịn không được muốn cười lại có chút đau lòng chậm rãi giúp cô ta vỗ vỗ. Hai người trên xe nghe được đối thoại của bọn họ đều không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy nhưng trong lòng lại không khỏi nghĩ Tề Đẳng Nhàn là thật sự trâu bò chỉ cần im hơi lặng tiếng đã có thể được đến đại mỹ nữ như Lý Tổng vậy. Điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn lúc này vang lên, sau khi anh ta lấy ra không khỏi cười hướng về phía Lý Vân Uyển nói Từ Ngạo Tuyết gọi điện thoại tới mắng chửi người. Lý Vân Uyển cười khúc khích nói do cô ta dở thủ đoạn thấp kém nên cũng không thể trách chúng ta dùng đến loại biện pháp này. Ấn nghe thử một chút xem cô ta nói cái gì. Tề Đẳng Nhàn kết nối cuộc gọi tuy nhiên lại để điện thoại qua một bên. Lý Vân Uyển nhìn, cảm thấy không thể hiểu được. Nghe cô ta chửi anh, Tề Đẳng Nhàn nhìn cô một cái thản nhiên hỏi. Lý Vân Uyển không khỏi buồn cười, cẩu đồ vật này đúng thật có thể làm người ta tức chết. Lúc này có lẽ Từ Ngạo Tuyết cũng không biết rằng cô ta đang mắng chửi với không khí. Đại khái chờ đợi khoảng nửa phút sau, Tề Đẳng Nhàn mới chậm rãi đặt điện thoại di động vào bên tai thản nhiên nói Tổng Giám Đốc Từ tìm tôi có chuyện gì à? Từ Ngạo Tuyết tức điên lên nói với Tề Đẳng Nhàn anh dám dùng thủ đoạn hèn hạ này với tôi đúng không?
tôi muốn giết cả nhà anh. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả nói nếu Tổng Giám Đốc Từ có năng lực này thì mau mau hành động nha, đặc biệt là bên nhà mẹ của tôi ấy, cô giúp tôi giết sạch tôi còn phải cảm ơn cô nữa đó. Những lời này trực tiếp khiến Từ Ngạo Tuyết không nói lên lời, nói đến gia cảnh bên nhà mẹ của Tề Đẳng Nhàn thì không ai tùy tiện trêu chọc. Tổng Giám Đốc Từ, muốn chiến tranh thương mại thì thành thật mà làm đừng có hở tí dùng thủ đoạn mưu mẹo, nham hiểm để uy hiếp người khác. Nếu cô dùng những thủ đoạn này vậy thì đừng trách tôi sẽ phụng bồi đến cùng. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, anh ta cho Hướng Đông Tình 5 tỷ hiện kim đã đứng ở thế bất bại rồi. Ngoại trừ lo lắng Từ Ngạo Tuyết đối với Hướng Đông Tình làm những biện pháp phá hoại vô nhân đạo ra thì những thứ khác anh ta không quan tâm, cứ tùy tiện ra tay vì dù sao cũng thua không được. Từ Ngạo Tuyết giận dữ hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Ý định ban đầu của cô ta là đào rỗng nhân tài của tập đoàn Hướng Thị để hung hăng đả kích Hướng Đông Tình một chút. Có điều không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại phản kích nhanh như vậy, hơn nữa còn rất đau đớn. Tên chết tiệt này, nếu có cơ hội nhất định phải xử lý anh ta. Từ Ngạo Tuyết ánh mắt nham hiểm, đối Tề Đẳng Nhàn có cường liệt ý muốn phải giết. Vốn tưởng rằng tập đoàn Hướng Thị chẳng qua chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của Tề Đẳng Nhàn khiến cô ta phát hiện thế cục cũng không phải như trong tưởng tượng của cô ta. Tập đoàn Hướng thì cũng không phải là một khối thịt cá có thể tùy ý xâu xé. Tề Đẳng Nhàn cất điện thoại di động xong, thở ra một hơi nói đoán chừng Tề Ngạo Tuyết có thể an tĩnh một thời gian, nữ nhân này thật khiến người ta chán ghét. Lý Vân Uyển nói cô ta ăn phải thiệt thòi lớn như vậy liệu sẽ từ bỏ ý đồ sao? Em nghĩ cô ta sẽ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười nhạo một tiếng, nói với Lý Vân Uyển em xem thường người đàn ông của em phải không? Anh còn có một bất ngờ tặng cho cô ta cùng Vương Hổ, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ đến. Lý Vân Uyển không muốn đi hỏi nữa, dù sao chỉ ngẫm lại cũng có thể biết Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị bất ngờ khẳng định không phải thứ tốt gì. Từ Ngạo Tuyết ở trong phòng làm việc tính toán tổn thất hôm nay, lông mày nhíu chặt, cuối cùng hung hăng đấm một quyền lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói, 1 tỷ 2. Chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, cô ta tổn thất 1 tỷ 2, số tiền bố trí ném vào lúc trước, cơ hồ đều trở thành bước đệm để nâng giá cổ phiếu tập đoàn Hướng Thị lên cao. Chính mình không thể gây áp lực lên giá cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị, ngược lại làm áo cưới cho bọn họ. Phải ra tay tàn nhẫn hơn, nếu chỉ đơn giản là uy hiếp bỏ mạng đã không còn sử dụng được thì nhất định phải làm ra hành động thực tế mới được. Trong ánh mắt Từ Ngạo Tuyết hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngay sau đó, cánh cửa văn phòng bị gõ vang. Tổng Giám Đốc Từ, có người đưa tới một bưu kiện chuyển phát nhanh. Thư ký xuất hiện ở cửa với một hộp quà trong tay. Từ Ngạo Tuyết nhíu mày, bảo thư ký để xuống trên bàn làm việc. Đợi đến khi thư ký đi ra ngoài, Từ Ngạo Tuyết lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống trên hộp quà, trên giấy niêm phong viết từ Tổng Thân Khải. Cái gì vậy? Từ Ngạo Tuyết xé niêm phong mở hộp quà. Ngay khi hộp quà bị mở ra hoàn toàn liền đụng phải cơ quan bên trong và phát ra một tiếng vang nhỏ. Phanh! Trong nháy mắt tiếng nổ vang lên kèm theo chiếc hộp cũng bị chia năm xẻ bảy, trong hộp có một con chuột trắng cũng trong nháy mắt tan xương nát thịt. Máu, nội tạng, thịt nát tất cả bắn tung tóe lên mặt. Động tĩnh của vụ nổ thoáng cái đã kinh động đến cấp dưới của Từ Ngạo Tuyết, bọn họ vừa xông vào liền thấy trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy Từ Ngạo Tuyết đang ngồi ở trước bàn làm việc, cả khuôn mặt dính đầy máu thịt thậm chí những giọt máu đỏ tươi còn chảy xuống dọc theo khuôn cằm nhọn khéo léo của cô ta. Trên vai cô ta còn dính phải một đoạn ruột nho nhỏ của con chuột. Tổng Giám Đốc Từ, Tổng Giám Đốc Từ, cô không sao chứ? Mọi người quan tâm hỏi. Từ Ngạo Tuyết phục hồi lại tinh thần, tức giận đến cả người run rẩy, vừa rồi cô ta thật sự bị dọa choáng váng. Trước giờ cô ta luôn luôn yêu thích sự thanh khiết. Gọn gàng, thậm chí còn có chút khiết phích nhưng vào thời khắc này cô ta chỉ cảm thấy kinh tởm đến mức buồn nôn, vội vàng lấy khăn giấy chà lau hai má nhếch nhác không chịu nổi của mình. Tề Đẳng Nhàn, tôi muốn giết anh, tôi với anh không đội trời chung. Từ trong miệng Từ Ngạo Tuyết phát ra một tiếng gầm gừ cực kỳ bi ai. Mọi người nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết thất thố cùng chật vật như vậy đều không khỏi sợ tới mức run lẩy bẩy. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết tức giận như thế. Rất nhanh, Từ Ngạo Tuyết lau đi hơn phân nửa vết máu trên mặt, sau đó cắn răng nói mấy người đều đi ra ngoài. Sau khi tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài, Từ Ngạo Tuyết trực tiếp đăng nhập vào một trang web nào đó bắt đầu đăng bài treo thưởng,
lần này cô ta muốn Tề Đẳng Nhàn phải chết. Có điều treo thưởng chưa gửi đi chưa được bao lâu, Từ Ngạo Tuyết nhận được điện thoại của Ngọc Tiểu Long. Tớ nghe nói cậu bị Tề Đẳng Nhàn chỉnh đốn rất thê thảm nên cậu đã tuyên bố treo thưởng trên diễn đàn thế giới ngầm đúng không? Hãy khẩn trương hủy bỏ đi, Ngọc Tiểu Long thản nhiên nói. Cái gì, cậu muốn tôi hủy bỏ? Tiểu Long, cậu có biết anh ta vừa mới giao đến cho tôi một quả bom chuột, nổ đến trên mặt tôi đầy máu không? Từ Ngạo Tuyết rít gào. Ngọc Tiểu Long lại rất bình tĩnh nói là cậu sử dụng những mưu mẹo nham hiểm trước nên anh ta mới phản kích như vậy. Nếu cậu còn tiếp tục sử dụng những thủ đoạn như thế thì hậu quả sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nên nhớ cậu là thương nhân chứ không phải xã hội đen. Cậu là muốn kiếm tiền chứ không phải cùng người khác đánh đánh giết giết. Hiện tại nguồn tài chính của cậu hoàn toàn có thể toàn diện nghiền ép tập đoàn Hướng Thị rồi. Chỉ cần dùng những thủ đoạn thương nghiệp chính quy để giải quyết là đủ, cứ hà tất phải làm như vậy. Những lời này của Ngọc Tiểu Long khiến Từ Ngạo Tuyết tỉnh táo lại, cô ta gật đầu nói cậu nói có lý, vừa nãy là tôi kích động rồi. Ngọc Tiểu Long nói hơn nữa cái tên Tề Đẳng Nhàn này còn là một quản ngục, anh ta nhậm chức ở nhà tù U Đô là nơi giam giữ nhiều tội phạm vô cùng hung ác và tàn bạo. Cậu cảm thấy người suốt ngày tiếp xúc với những tên côn đồ cặn bã đó sẽ sợ chút thủ đoạn này của cậu sao? Không biết chừng anh ta còn học được những thủ đoạn lợi hại hơn từ những người đó thì sao? Cho nên càng vào thời khắc mấu chốt cậu lại càng phải bình tĩnh, phải dùng thủ đoạn quang minh chính đại để đánh bại bọn họ. Từ Ngạo Tuyết chậm rãi nhả ra một ngụm chọc khí nói tôi biết rồi, chẳng qua chuyện nhục nhã của ngày hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không để yên. Ngọc Tiểu Long nói chờ đến lúc cậu thắng, cậu muốn nhục nhã anh ta như thế nào cũng đều có thể. Sau khi Từ Ngạo Tuyết và Ngọc Tiểu Long kết thúc cuộc điện thoại, trực tiếp hủy bỏ treo giải thưởng. Ngọc Tiểu Long nói không sai, hiện tại vốn của Liên minh Thương nghiệp Từ Thị có thể toàn diện nghiền ép tập đoàn Hướng Thị nên không cần phải dùng cách cực đoan. Loại thủ đoạn không chính quy này vẫn là để đến lúc thế ngang nhau rồi mới sử dụng. Đương nhiên Vương Hổ cũng nhận được bất ngờ của Tề Đẳng Nhàn đưa tặng, cũng đồng dạng bị máu chuột dính be bét trên mặt, cũng tức muốn chết. Lúc biết được Từ Ngạo Tuyết nén giận hủy bỏ không treo giải thưởng nữa thì hắn ta vô cùng khó hiểu bèn gọi điện thoại đến để hỏi thăm một phen. Sau khi Từ Ngạo Tuyết đem lời nói của Ngọc Tiểu Long nói cho hắn, hắn cũng tạm thời tỉnh táo lại. Tuy nhiên thù này không thể không báo, phải đánh dấu sao ghi nhớ thật kỹ. Lần đáp trả lần này của Tề Đẳng Nhàn hiển nhiên làm cho Hướng Đông Tình cảm thấy được an ủi, cô ta trực tiếp gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn mời anh ta buổi tối đến nhà cô ta ăn cơm. Tối nay Lý Vân Uyển tổ chức sinh nhật nên anh ta còn phải gặp mẹ vợ, vì vậy trực tiếp từ chối lời mời của Hướng Đông Tình, lần sau lại nói. Làm sao vậy, sao còn tiêu nghỉu bơ phờ thế? Lúc trở lại công ty cũng mới hơn 4 giờ. Tề Đẳng Nhàn nhìn Lý Vân Uyển trông vẫn còn vẻ phờ phạc dã dượi không khỏi có chút đau lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Vân Uyển khoát tay áo, chỉ là phân cảnh đẫm máu kia làm cho cô ta cảm thấy không thoải mái. Vì thế, Tề Đẳng Nhàn lôi kéo cô ta cùng chính mình đi vận động thể thao, vận động một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Lý Vân Uyển trăm mối ngổn ngang không tình nguyện đi theo Tề Đẳng Nhàn đánh mấy lượt cầu lông, sau khi hoạt động một chút cảm xúc đúng thật là tốt hơn không ít. Này này, anh không thể cho em thêm ít điểm, ngược đãi em như vậy vui lắm à? Lý Vân Uyển bị Tề Đẳng Nhàn đánh một cầu bay qua đầu còn kèm theo sóng âm không khỏi thở hổn hển. Ha ha, Tề Đẳng Nhàn cười nhạt một tiếng, đã muốn phát cầu đi. Đúng lúc Dương Quan đi ngang qua chỗ này. Nhìn thấy động tác đánh cầu của Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn đúng kỹ thuật, cú phát cầu cũng vô cùng hoàn mỹ, liền không khỏi nhíu chặt đôi lông mày. Lý Vân Uyển trở tay đánh cầu về, Tề Đẳng Nhàn tiến một bước dài đuổi theo quả cầu, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái đem cầu đánh qua lưới. Không phải anh ta chỉ thuần túy là một kẻ ngoài nghề chỉ biết lóc thôi sao? Dương Quan Quan nhìn thấy một màn này đầu óc nhất thời mê man. Nghĩa tiếng Anh là drop shot. Em cha thì trong cầu lông này là kỹ thuật đánh bỏ nhỏ để cầu rơi nhanh gần lưới, còn gọi là chặt cầu, trong tennis cũng gọi là chặt cầu luôn, dấu lớn. Lần trước khi cô ta và Tề Đẳng Nhàn đánh cầu lông ở câu lạc bộ Thượng Động, Tề Đẳng Nhàn liên tục đánh ra những quả chặt cầu treo cao ngu xuẩn khiến cô điên cuồng bắt chết, đánh đến 18-0-1. Nhưng biểu hiện hôm nay của Tề Đẳng Nhàn lại làm cho người ta cảm thấy được chỗ kỳ quái, có thể nói mỗi lần tiếp giao bóng đều đạt đến trình độ hoàn mỹ. Đánh cho Lý Vân Uyển rơi hoa nước chảy, căn bản tìm không thấy cơ hội.
Bỗng nhiên Tề Đẳng Nhàn thoáng nhìn thấy Dương Quan Quan tới không khỏi sửng sốt, sau đó đánh ra mấy quả bóng treo cao ngu xuẩn để tặng điểm. Chờ sau khi anh ta bị Lý Vân Uyển liên tục bắt giết vài lần, sắc mặt Dương Quan Quan trở nên càng thêm khó coi. Này, em bảo anh nhường cho em ít điểm nhưng cũng không bảo anh phóng thủy, như vậy thì chả có ý nghĩa gì cả. Lý Vân Uyển tức giận nói. Anh không hề làm như vậy mà, đây chính là trình độ bình thường của anh, vừa rồi là do anh phát huy tốt hơn bình thường thôi. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng nghiêm trang đáp lại. Bớt nói nhảm, em cảm thấy thoải mái rồi không đánh nữa. Lý Vân Uyển ném vợt, sau khi vận động một hồi sự khó chịu trong thân thể gần như đã không còn. Quay đầu lại, Lý Vân Uyển nhìn thấy Dương Quan Quan, liền cười nói, Quan Quan, kỹ thuật của cậu tốt hơn tớ, cậu có muốn cùng anh ta đánh mấy lượt hay không? Dương Quan Quan đen mặt nói không cần, tớ không thích chơi cầu lông. Bây giờ cô ta đã xác định được lần trước lúc ở câu lạc bộ Thượng Động, Tề Đẳng Nhàn mời cô chơi cầu lông thuần túy là không có ý tốt, hơn nữa còn cố ý đánh cầu treo cao như kẻ ngốc này cho cô bắt điểm. Làm thế để làm cái gì, hiện tại dùng mông ngẫm lại đều có thể đoán được. Tên háo sắc này, một ngày nào đó tôi nhất định phải bắt anh ta thú nhận. Dương Quan Quan ngẫm lại liền cảm thấy mình chịu thiệt thòi lớn, trong lòng nghẹn khuất không chịu nổi. Cô ta đi tới bên cạnh Lý Vân Uyển nói Vân Uyển, sinh nhật vui vẻ, đây là lễ vật của tớ tặng cho cậu hy vọng cậu sẽ không ghét bỏ. Lý Vân Uyển lập tức nhận lấy cao hứng nói cảm ơn cậu nhé, Quan Quan, đêm nay cùng tớ đi ăn cơm nha. Ăn cơm tớ sẽ không đi. Dương Quan Quan lắc đầu cự tuyệt. Cậu nha, mỗi lần sinh nhật của chúng tớ, cậu đều gửi quà tặng. Nhưng sinh nhật của cậu cũng không cho chúng tớ biết, cũng không nhận quà của chúng tớ. Lý Vân Uyển thở dài nói. Sinh nhật lần này của tớ có người trải qua cùng tớ rồi nên cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ. Dương Quan Quan mỉm cười nói. Lúc này Tề Đẳng Nhàn trong lòng run lên, mẹ kiếp, Dương Quan Quan sẽ không phát hiện chuyện mình không có ý tốt mời cô ta chơi cầu lông, cho nên muốn trả thù mình chứ. Lúc Dương Quan Quan nói lời này, khóe mắt trêu tức nhìn xẹt qua Tề Đẳng Nhàn thấy anh ta có chút xấu hổ thì trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Chó nhà tư bản, suốt ngày chỉ biết đùa giỡn thư ký nhỏ như cô để rồi hiện tại khi đứng trước mặt Lý Vân Uyển lại không ngông nghênh nổi. Có bản lĩnh thì nói tiếp hai câu nha. Là vậy hả, thế mà cậu lại đồng ý cùng người khác đón sinh nhật ư? Ai vậy ta, ai mà lại có sức hấp dẫn như thế, người đó có tặng quà cho cậu không? Lý Vân Uyển truy hỏi. Sở dĩ tớ không muốn trải qua sinh nhật với mọi người là bởi vì từ lúc tớ còn nhỏ cho đến bây giờ mỗi một lần sinh nhật đều sẽ có những chuyện không tốt xảy ra. Dương Quan Quan có chút mất mát nói. Cuộc sống của cô ở Dương gia rất khổ cực. Nhóm người Dương Phỉ Phỉ có cơ hội đều sẽ chỉnh đốn cô, mỗi năm đến sinh nhật của cô cơ hồ đều sẽ làm ra một ít chuyện ghê tởm. Sau khi trải qua một hai lần, Dương Quan Quan dứt khoát không tổ chức sinh nhật nữa. Để cho bản thân cô không lúng túng khó xử và cũng tránh cho người khác thấy mà chê cười. Cho nên người đã cùng tớ tổ chức sinh nhật đương nhiên là người có thể cho tớ có cảm giác an toàn, hơn nữa có thể bảo vệ được tớ. Dương Quan Quan mỉm cười nói. Lý Vân Uyển gật gật đầu nói vậy nên là ai thế? Từ trên cổ, Dương Quan Quan kéo ra sợi dây chuyền bạc lấy ra một lá bùa may mắn nói tớ không thể cho cậu biết nhưng cậu xem, đây chính là quà được tặng đó. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may anh ta đem bút máy tặng cho Kiều Thu Mộng nếu không một chiêu này của Dương Quan Quan sẽ trực tiếp tiến anh ta xuống lòng đất. Ai, cậu không nói là ai nên thật là làm cho tớ có chút hụt hứng đó. Chẳng qua. Món quà này cũng không tệ, cũng có mắt nhìn đấy. Lý Vân Uyển khinh thường nói. Dương Quan Quan cười ha hả, dùng một loại ánh mắt coi thường nhìn quét qua trên người Tề Đẳng Nhàn. Nhất thời trong lòng Tề Đẳng Nhàn nổi giận đùng đùng, xem ra gần đây là trọng quyền xuất kích ít đi nên làm cho cô thư ký nhỏ này ngông cuồng lên nhỉ. Em đi thay quần áo trước, anh cũng chuẩn bị một chút. Lý Vân Uyển quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, sau đó quay người rời khỏi sân thể thao. Dương Quan Quan đợi đến khi Lý Vân Uyển rời đi, lúc này mới cười lạnh một tiếng với Tề Đẳng Nhàn nói, không phải anh không biết đánh cầu sao? Như thế nào lại có trình độ cao như vậy? Tề Đẳng Nhàn nói có hả? Vừa rồi chẳng qua là phát huy tốt hơn bình thường mà thôi, hơn nữa ngày đó sau khi bị thư ký Dương ngược đãi thì tôi đã cố gắng huấn luyện một phen nên trình độ có đề cao là chuyện bình thường. Dương Quan Quan tức giận đến mặt đỏ tai hồng nói, tôi nâng cái mặt của anh. Cảnh cáo anh nếu lần sau còn dám trêu chọc tôi,
đừng trách tôi tố cáo với Lý Vân Uyển. Để tôi xem đến lúc đó kết cục của tên cậu cặn bã là anh sẽ như thế nào, xem thử mẹ của cô ấy chém chết hay không chết anh. Sau khi nói xong lời này, Dương Quan Quan xoay người rời đi, đôi giày cao gót lộc cộc vang chỉ để lại một phong cảnh khiến người ta mơ màng. Tề Đẳng Nhàn không khỏi thở dài, xem ra lần sau hẹn thư ký Dương đi chơi cầu gần như là chuyện không có khả năng. Xem cầu một cách văn minh đã trở thành quá khứ. Không bao lâu sau, Lý Vân Uyển đã thay một thân quần áo đi ra, trang phục thường ngày của dòng thương hiệu Paris làm cho Tề Đẳng Nhàn yêu tha thiết hồi lâu, quyến rũ nhưng không quá xinh đẹp, trong nóng bỏng cũng không mất đi vẻ thanh thuần. Ước chừng cái gọi là dục vọng trần trụi cũng chính là như Lý Vân Uyển một chuyện như vậy, yêu tinh này quá biết cách ăn mặc, không hổ là nữ nhân có thể phá nhị đương ra 20 mấy năm đạo hạnh. Giới thiệu mẹ một chút với anh là được rồi. Mẹ em tên Tống Chí Mai, là người Tây Thục nên tính cách tương đối mạnh mẽ, trực tiếp. Hồi nhỏ mẹ em có tập võ cho nên từ trước đến nay chuyện có thể động thủ không thích bíp bíp. Âm thanh bíp bị cấm. Lần trước người anh gặp ở trước cửa Đông Phương Anh Hoa hơn phân nửa chính là bà ấy, cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Vân Uyển kéo cánh tay Tề Đẳng Nhàn đi lên xe, vừa đi vừa tỉ mỉ giải thích cho anh ta tính cách của mẹ mình. Lý Vân Uyển nói sau khi mẹ em ly hôn với bà em liền đi đến Ma Đô dốc sức làm, gia nhập Ma Đô Long Môn, lần này bà ấy trở về là để thu hoạch tài nguyên của Đông Hải Long Môn, bà ấy muốn có được một ít hỗ trợ để thuận lợi thượng vị tại Ma Đô Long Môn. Lần này bà ấy giới thiệu cho em đối tượng xem mắt là người của Ma Đô Dương gia, tính ra hẳn là anh ba của Dương Quan Quan tên là Dương Viễn Sơn. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu mày, khó chịu nói à. Ngay cả người ta là ai em cũng biết, xem ra là đã gặp mặt nhau rồi. Lý Vân Uyển nhìn không được che miệng cười nói đúng vậy, gặp qua rồi, nhìn người cũng rất đẹp trai. Thấy Tề Đẳng Nhàn tựa hồ có khuynh hướng tức giận, Lý Vân Uyển cười ôm lấy anh ta nói đã từng gặp qua thôi nên làm sao có khả năng, trong lòng em chỉ có một mình ngài Tề đây thôi. Trong lúc nói chuyện, đôi môi ướt át kia thêm vài dấu son môi lên khuôn mặt Tề Đẳng Nhàn. Có phải lại giống như đi du lịch thế giới không? Lý Vân Uyển ôm cổ anh ta cười hì hì hỏi, bộ dáng không khác gì bạch cốt tinh ăn thịt người không nhả xương. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy hơi nóng thơm ngào ngạt thở vù vù vào lỗ tai mình, liền cười nói không, lần này cảm giác giống như là châu mẹ đang ngồi khinh khí cầu. Chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi, Lý Vân Uyển ngẩn người. Lợi hại. Ha ha ha, thật thô tục. Hai người một đường nói vừa cười, lái xe đến khách sạn lớn Thiên Địa. Sau khi tiến vào phòng, Tề Đẳng Nhàn liền nhìn thấy mẹ của Lý Vân Uyển là Tống Chí Mai, quả nhiên là quý bà trung niên đã nhìn thấy ở cửa hội Thủy Hoa Anh Phương Đông ngày đó. Mẹ, con đến rồi. Đây là bạn trai con là Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển sau khi nhìn thấy Tống Chí Mai liền trực tiếp dứt khoát đi thẳng vào giới thiệu. Ngồi bên cạnh Tống Chí Mai chính là Dương Viễn Sơn, anh ta mặc Âu phục hàng hiệu, nhìn bộ dáng là một nhân sĩ thành công. Sau khi anh ta nghe được Lý Vân Uyển giới thiệu, không khỏi sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên một tia sắc bén, từ trên xuống dưới đánh giá Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn mở miệng chào hỏi gì Tống, xin chào. Sau khi Tống Chí Mai nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt bỗng nhiên híp lại, đột nhiên đứng dậy. Mẹ ơi, mẹ đừng làm bậy. Lý Vân Uyển biết mẹ cô muốn làm gì, thoáng cái liền giang cánh tay đứng trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giống như gà mái giả che chở cho gà con. Tề Đẳng Nhàn cười khổ, từ lúc nào đến phiên chính mình cần đến Lý Vân Uyển bảo vệ. Chẳng qua, vừa đối mặt liền cùng mẹ vợ đánh nhau đúng thật là có chút không ổn nên lui ở phía sau cũng tốt. Tống Chí Mai lạnh lùng nói Uyển Uyển, xem ra là đã lâu mẹ không ở cạnh giám sát con nên như thế nào mà con lại để bị loại nam nhân hạ lưu này lừa. Lý Vân Uyển cười nói mẹ ơi ngày đó chỉ là hiểu lầm thôi, con biết rất rõ đã xảy ra chuyện gì nên mẹ đừng suy nghĩ lung tung. Dì Tống, người tới là khách. Dương Viễn Sơn cười tủm tỉm đứng dậy, thoải mái nói. Vẫn là Viễn Sơn có khí độ. Tống Chí Mai cười, ngồi xuống. Lý Vân Uyển thở phào nhẹ nhõm, sau đó vội vàng lôi kéo Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống. Dương Viễn Sơn nói, Vân Uyển, lần đầu gặp mặt, vốn định tổ chức sinh nhật cho em ở hoa viên trên không trung nhưng đã có người đặt trước, thật là ngượng ngùng, hy vọng em không phiền lòng. Tề Đẳng Nhàn cười nói thật ngại quá, hoa viên trên không đã được tôi đặt trước, một lát nữa tôi có bất ngờ dành cho Vân Uyển. Dương Viễn Sơn không khỏi sửng sốt, sau đó lơ đễnh cười, trong nụ cười,
mang theo một chút khinh miệt. Còn Tống Chí Mai sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt có thêm vài phần xem thường, nói khoác loác làm màu không có điểm mấu chốt. Dương Viễn Sơn muốn đặt phòng hoa viên trên không đều cần nhờ đến quan hệ, Tề Đảng Nhàn thế mà nói đặt trước thì liền đặt trước. Tính cách của con gái mình có chút giống mình, càng bắt nó làm cái gì thì trái lại nó sẽ càng phản cảm. Vẫn phải từ từ chậm rãi, làm cho nó nhận biết được sự ưu tú của Dương Viễn Sơn thì tự nhiên nó sẽ sinh ra thiện cảm với cậu ta. Dù sao mình cùng Dương gia hợp tác cũng không nóng vội nhất thời, có thể cứ từ từ thương lượng đến. Tống Chí Mai nhìn Lý Vân Uyển, trong lòng thầm nghĩ. Cũng may, Dương Viễn Sơn cũng không phải là một người sốt ruột. Vì tôn trọng mẹ, Lý Vân Uyển trao đổi số điện thoại cùng Dương Viễn Sơn, tránh cho mẹ vì quá mất mặt mà tức giận. Tề Đảng Nhàn đối với việc này cũng rất thông cảm, hắn không tỏ thái độ khó chịu, dù sao, chẳng ai có thể cuống được người của hắn. Anh không ăn dấm à? Lý Vân Uyển nhìn không được nhỏ giọng hỏi Tề Đảng Nhàn. Tôi ghen cái gì? Tề Đảng Nhàn hỏi một cách nhàn nhạt, hắn duỗi tay dứt khoát sờ lên cái đùi đẹp của Lý Vân Uyển. Tôi có thể sờ chân, hắn có thể sờ sao? Lý Vân Uyển suýt nữa cười ra tiếng, tên này trả lời lạ thật đấy. Nhưng mà, cô ta thích là được. Động tác nhỏ giữa hai người không hề bị Tống Chí Mai cùng Dương Viễn Sơn phát hiện. Tống Chí Mai nói với Dương Viễn Sơn Dương thiếu gia, nếu có rảnh thì chịu khó hẹn Vân Uyển cùng ăn cơm. Vân Uyển, con sống ở Trung Hải nhiều năm như vậy, cũng gần như là hướng dẫn viên, hướng dẫn cho cậu ấy nhé, đãi khách cẩn thận nha con. Thiếu gia Dương là đích thân mẹ mời từ Thượng Hải về đây, con không được qua loa lấy lệ đâu đấy. Đây là mệnh lệnh, con có hiểu không? Lý Vân Uyển nói vâng, 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 con hiểu rồi, chờ con xong chuyện này đã. Cô ta cho người ta leo cây cũng không phải một hai lần, Lý Vân Uyển cô ưu tú như vậy, người theo đuổi không ít, một đám không ít thì nhiều đều bị cô ta trêu đùa đến quay mòng mòng. Đời này Lý Vân Uyển làm một chuyện tốt lớn nhất chính là khiến không ít đàn ông đều hiểu một đạo lý rằng chết vì gái là cái chết tê tái. Tống Chí Mai nói có vài người cần phải tự hiểu lấy mình, không cần leo cao, thành thật làm việc mới là đi đúng đường. Ở trong mắt Tống Chí Mai, Tề Đảng Nhàn chắc chắn là một tên khua môi múa mép chuyên lừa con gái, một tên rác rưởi chỉ muốn trèo cao, hắn so với Dương Viễn Sơn quả thực như trời với đất. Dương Viễn Sơn cũng cảm thấy mình nên chứng tỏ một chút thực lực để làm cho tên Tề Đảng Nhàn ngu ngốc này biết xấu hổ rời đi. Anh ta cười đứng dậy, đi đến bên cạnh Lý Vân Uyển. Vân Uyển, hôm nay là sinh nhật em, tôi cũng không biết em thích gì nhưng cũng tùy tâm chuẩn bị một chút quà mọn. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Hy vọng lần gặp mặt sau chúng ta sẽ càng vui vẻ. Đây chỉ là tấm lòng nho nhỏ, xin em hãy nhận lấy. Vừa nói Dương Viễn Sơn vừa lấy ra một hộp quà. Tống Chí Mai khóe miệng ngậm cười, nói còn không nhanh mở ra xem thử. Đây là quà mà Dương thiếu gia cẩn thận chọn lựa cho con đấy. Hai người Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai dường như không hề để Tề Đảng Nhàn vào mắt. Mặc dù Lý Vân Uyển từ đầu đã giới thiệu hắn là bạn trai mình nhưng hai người vẫn coi hắn thành không khí. Lý Vân Uyển cũng không làm ra vẻ, cô ta không muốn không khí giữa mẹ mình cùng Tề Đằng Nhàn căng thẳng. Hiện tại cô ta có lệ trước đã, nếu qua loa cũng không được thì cùng lắm thì làm gái hư xem Dương Viễn Sơn như thằng ngốc chơi đùa một chút cũng được. Sau khi mở hộp quà, yên lặng nằm bên trong là một tấm thẻ khóa cửa, trên thẻ có một bức tranh sơn thủy làm Lý Vân Uyển cảm thấy có chút quen thuộc. Ý, loại thẻ khóa này hình như tôi cũng có một cái. Lý Vân Uyển ngẩn người, rốt cuộc cũng nhớ ra. Thẻ khóa này cô ta đúng là có một cái, hơn nữa màu sắc so với cái thẻ khóa trước mắt này càng đẹp hơn một chút, là màu vàng kim. Tề Đảng Nhàn cho cô ta cái thẻ khóa đó dùng để ra vào Vân Đỉnh Thiên Cung. Dương Viễn Sơn cười nói trước đó tôi có nghe danh mấy khu biệt thự trong Sơn Trang Vân Đỉnh ở thành phố Trung Hải không phải bán phòng ở mà là bán tác phẩm nghệ thuật. Tôi đi khảo sát một chút, phát hiện thật sự không tệ nên mua một phòng coi như quà sinh nhật tặng cho em. Tề Đảng Nhàn không khỏi ngẩn người, cái gì không phải phòng ở mà là tác phẩm nghệ thuật cơ. Nghệ thuật cái con mẹ nó chứ, hắn không thể hiểu nổi nơi mình sống nghệ thuật ở chỗ nào. Tống Chí Mai thản nhiên mà nói Vân Uyển, con sống ở Trung Hải, chắc hẳn con cũng biết là một căn biệt thự ở Sơn Trang Vân Đỉnh tầm bao nhiêu tiền đúng không? Sơn Trang Vân Đỉnh, một tòa biệt thự trên dưới ít nhất cũng phải 1.500 vạn, giá trị trên 100 triệu không phải hiếm thấy. Đặc biệt. Lúc trước Vân Đỉnh Thiên Cung bán ra với giá trên trời, 2 tỷ.
thổi giá mà thôi, tôi ở Vân Đỉnh Thiên Cung nhiều ngày như vậy cũng không thấy có gì khác, một cái nhà ở thôi mà, sao có thể dính đến nghệ thuật chứ? Tề Đằng Nhàn không khỏi cười khinh khỉnh, nhẹ nhàng nói. Sau khi Tề Đằng Nhàn nói vậy, Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai đều sửng sốt. Sau đó, trên mặt Dương Viễn Sơn không giấu được sự khinh thường, anh Tề đây nói mình ở trong Vân Đỉnh Thiên Cung ư. Tề Đằng Nhàn gật đầu. Dương Viễn Sơn lại là cười nói, theo tôi biết thì, người mua Vân Đỉnh Thiên Cung là Dạ Quân Vương Sở Vô Đạo, tiếng tăm lừng lẫy của thế giới ngầm nước Hoa chứ nhỉ. Tống Chí Mai cũng tỉnh táo lại, bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn Lý Vân Uyển càng không vừa lòng. Bà ta thậm chí cảm thấy, Tề Đằng Nhàn chỉ là cái cớ của Lý Vân Uyển, trên cơ bản không phải là bạn trai bạn gái gì, chẳng qua là lấy lệ với Dương Viễn Sơn nên tùy tiện tìm một người thôi. Suy cho cùng Lý Vân Uyển cũng là con gái bà ta hiểu con mình, con gái bà ta hẳn là chướng mắt loại người khoác lác, sĩ diện hão như thế này. Ngay cả lời nói dối như sống ở Vân Đỉnh Thiên Cung cũng có thể há mồm nói được, thật không biết vì hư vinh mà hắn có thể nói ra càng nhiều lời thiếu não hơn như thế nào. Xem ra tin tức của anh cũng nhạy đấy, nhưng mà, chắc là không ai nói cho anh rằng Sở Vô Đạo đã tặng căn hộ này cho tôi rồi đúng không? Tề Đằng Nhàn đáp lại. Ha ha ha, chuyện này đúng là tôi chưa nghe nói bao giờ. Dương Viễn Sơn bật cười phá lên, trong tiếng cười tràn ngập sự khinh thường. Lúc này anh ta cùng Tống Chí Mai đồng quan điểm, Tề Đằng Nhàn chẳng qua là lá chắn của Lý Vân Uyển kéo tới, một kẻ không có bản lĩnh mà chỉ biết nói khoác, mạnh miệng. Lý Vân Uyển sao có thể vừa ý loại đàn ông ngu ngốc này? Lý Vân Uyển cười cười, cô ta đẩy hộp quà lại, nói Dương thiếu gia, mới gặp mặt lần đầu mà đã đưa quà lớn như vậy, tôi cũng không dám nhận đâu. Tôi nhận tấm lòng của anh nhưng quà thì tôi không thể nhận. Con gái ở trước mặt con trai thể hiện sự rụt rè là lẽ thường tình, Dương Viễn Sơn cũng không muốn ép Lý Vân Uyển nhận quà. Cô ấy ở biệt thự Vân Đỉnh Thiên Cung giá 2 tỷ lâu rồi, sao có thể vừa lòng với một tòa biệt thự giá chỉ 1.000 vạn cơ chứ? Tề Đằng Nhàn cắm một đao. Tống Chí Mai cười nhạo ra mặt, Dương Viễn Sơn cũng cười ha hả, hai người đều không nói gì, họ không thèm đếm xỉa đến Tề Đằng Nhàn. Tống Chí Mai còn nhìn Lý Vân Uyển một cái, cảm thấy mình đã biết tỏng mọi chuyện. Mặc dù Lý Vân Uyển không thu món quà này nhưng Dương Viễn Sơn vẫn cảm thấy mình đã lộ được một ít năng lực, không cần sốt ruột, cứ từ từ là được, dù sao Tống Chí Mai rất ủng hộ anh ta. Anh ta cảm thấy Lý Vân Uyển cũng được, đủ tư cách làm bạn gái mình. Vân Uyển, lần sau muốn diễn, cũng nên tìm người chuyên nghiệp một chút. Tống Chí Mai nhẹ nhàng nói. Lý Vân Uyển bất ngờ, những lời này nghĩa là sao, cô ta thật không hiểu gì hết. Dương Viễn Sơn cũng cười nhẹ hai tiếng sau đó nói với Tống Chí Mai, gì Tống, nương cơ hội hôm nay, cháu có mời tới một người bạn chức vị không nhỏ, hy vọng có thể hỗ trợ gì về sau. Tống Chí Mai lập tức vui vẻ nói, ôi, Dương thiếu gia khách khí quá. Không những tặng quà lại còn giới thiệu thêm người quen sao? Dương Viễn Sơn nói, gì Tống không cần khách khí, nhớ đâu về sau thành người một nhà ấy chứ ạ. Lý Vân Uyển chỉ cười ha hả, còn người một nhà cơ đấy. Nếu không phải muốn lừa mẹ mình không trở mặt với Tề Đằng Nhàn, cô ta nhìn cũng không thèm nhìn tên này. Tề Đằng Nhàn không thèm để ý, tay để ở trên đùi Lý Vân Uyển vuốt ve lên xuống. Cứ để tên đó cùng Tống Chí Mai làm người một nhà đi thôi. Dù sao chân của yêu tinh họ Lý này cũng chỉ có một mình hắn được chơi. Vị quan lớn này là ai? Tống Chí Mai thích thú hỏi, hiện tại việc bà ta cần làm nhất chính là tìm hiểu kỹ lưỡng sau đó chờ thời cơ để thăng quan phát tài. Dương Viễn Sơn cười ha ha, nói vị quan lớn này đến từ Thượng Hải, là giám đốc tập đoàn nhà họ Long, Long Tông Toàn. Sau khi nghe thấy cái tên này, Tề Đằng Nhàn sửng sốt, hắn cảm thấy chứng nhức, muốn chạy. Tống Chí Mai cũng ngạc nhiên, sau đó cười phá lên, nói Dương thiếu gia quả thật là mánh khóe đa dạng, ngay cả giám đốc Long ở Thượng Hải cũng có thể mời về được. Dương Viễn Sơn cười nói, nếu không phải sợ gì Tống gì cảm thấy cháu hấp tấp thì cháu đã gọi giám đốc Long đến đây trước rồi, lúc này hẳn là người đã sắp đến đây. Lúc nói khóe mắt anh ta còn không kiêng nể ngó nhìn Lý Vân Uyển, muốn từ trên mặt cô ta tìm được một chút biểu tình kinh ngạc. Lý Vân Uyển lại không phản ứng gì. Cô ta đã từng cùng Ngọc Tiểu Long mặt, đối với cô ta hiện tại thì tên của các đại nhân vật từ thủ đô đến đã không gây được chút cảm xúc nào. Hơn nữa, cô ta cùng Tề Đằng Nhàn cùng ở với nhau lâu rồi, tựa hồ cũng nuôi dưỡng được một loại khí chất bề trên cao quý, kiêu ngạo ăn sâu vào máu. Anh có tiền anh giỏi,
nhưng có liên quan gì tới tôi đâu. Thấy Lý Vân Uyển hờ hững, trong Dương Viễn Sơn không khỏi hơi kinh ngạc. Từ Ngạo Tuyết gặp phải Tề Đẳng Nhàn cũng phải ăn một vố đau điếng, Long Tông Toàn đã là cái gì? Lý Vân Uyển trong lòng nghĩ, duỗi tay đè bàn tay đang tác quái trên chân mình. Tay Tề Đẳng Nhàn bị tay nhỏ của Lý Vân Uyển nắm chặt, hắn lập tức thành thật, yên tĩnh đặt tay trên đùi cô ta. Được được được, Dương thiếu gia, cháu làm tốt lắm. Hiện tại dì đang cần kết bạn để mở rộng mối quan hệ đây, nếu được giám đốc Long hỗ trợ thì đúng là đưa than ngày tuyết. Tống Chí Mai cực kỳ phấn khởi nói, bà ta mặt mũi hớn hở. Tề Đẳng Nhàn lại càng muốn chạy sớm, mẹ nó, nếu Long Tông Toàn một lát nữa đến đây, sự việc bị lộ phải làm sao bây giờ? Lý do lừa dối hiện tại còn chưa nghĩ tới, chiến trường thảm khốc đã sắp rơi xuống tới nơi rồi đúng không? Tình hình kích thích quá, hắn thật là chịu không nổi. Chẳng qua, nếu muốn chuồn trước cũng phải lấy cớ đã, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Lý Vân Uyển, nếu như lấy cớ không hợp lý cũng khó lòng giải thích được. Ngay lúc Tề Đẳng Nhàn vắt óc suy nghĩ tìm lý do để trốn sớm ra ngoài thì cửa lớn bỗng nhiên hé ra, sau đó truyền đến tiếng cười sang sảng của Long Tông Toàn. Ha ha ha, Dương thiếu gia à, ngọn gió nào thổi anh đến thành phố Trung Hải vậy? Long Tông Toàn vừa nói vừa đi vào bên trong. Tống Chí Mai và Dương Viễn Sơn đều đứng dậy nghênh đón ông ta, chờ hai người nhìn thấy mặt của Long Tông Toàn lại không tránh khỏi giật mình. Cũng không phải tại hai người mà do hiện tại mặt Long Tông Toàn vẫn còn sưng vù, kiểu này hẳn là bị ăn đòn ở nơi nào rồi. Dương Viễn Sơn ngượng ngùng ho khan một tiếng, nói giám đốc Long, mặt ông làm sao thế? Long Tông Toàn nói à, việc nhỏ, gặp tai nạn nhỏ thôi mà, không sao hết. Dương Viễn Sơn cùng Tống Chí Mai nghe thấy lý do này xong cũng không nghĩ gì thêm. Tuy nhiên, Lý Vân Uyển nhìn thấy rành rành, vết thương trên mặt Long Tông Toàn, rõ ràng là ai đó đánh mà. Giám đốc Long, đây chính là phó giám đốc của chi nhánh Long Môn của chúng tôi tại Thượng Hải, bà Tống Chí Mai. Dương Viễn Sơn giới thiệu Tống Chí Mai cho Long Tống Toàn. Lúc này Tề Đẳng Nhàn đã cúi đầu, im lặng ẩn hình, hắn chỉ mong thằng nhãi Long Tống Toàn này giống Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai, đều xem hắn như không khí. Sau khi Long Tống Toàn nghe Dương Viễn Sơn giới thiệu xong không khỏi lắp bắp kinh hãi, ông ta không nghĩ tới thân phận Tống Chí Mai lại là như thế, một người phụ nữ, thế mà là phó giám đốc của Long Môn tại Thượng Hải. Tại Thượng Hải đổ về phần lớn tài chính, chi nhánh Long Môn này cũng giống như chi nhánh Long Môn ở thành phố Hương Sơn. Là một công ty độc lập. Tôi thật không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy bà Tống của Long Môn tại Thượng Hải, nghe thấy danh tiếng không bằng gặp mặt, nghe danh đã lâu, vinh hạnh quá. Long Tông Toàn lập tức nắm tay Tống Chí Mai. Tôi cũng nghe thấy tên giám đốc Long đã lâu, như sấm đánh bên tai, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu lắm rồi. Tống Chí Mai cười nói. Dương Viễn Sơn đưa Long Tông Toàn đến vị trí rồi ngồi xuống sau đó cười ha hả hàn huyên hai câu. Tống Chí Mai giới thiệu nói đây là con gái tôi, Lý Vân Uyển. Vân Uyển, sao không chào hỏi giám đốc Long đi con? Lý Vân Uyển hơi mỉm cười xin chào giám đốc Long. Long Tông Toàn chỉ thản nhiên ừ một tiếng, ông ta nhìn sang Tề Đằng Nhàn đang cúi đầu ăn cơm, ngạc nhiên nhíu mày, hơi khó chịu. Một nhân vật lớn như mình đến thế mà vẫn có người vùi đầu ăn cơm, làm bộ không nhìn thấy mình. Có hiểu lễ phép hay không đây? Anh này là ai? Sao không chào hỏi tôi một tiếng nhỉ? Long Tông Toàn hơi khó chịu lên tiếng. Tống Chí Mai cười nhạo một tiếng, nói giám đốc không cần để ý đâu, chẳng qua là một kẻ sắc sược đi theo con gái tôi đến đây ăn trực bữa cơm thôi. Dương Viễn Sơn cười ha hả giám đốc Long không cần để ý loại con kiến này, hắn còn chưa hiểu việc đời, không hiểu quy củ lắm. Ngay lúc này Long Tông Toàn nhìn thấy rõ mặt Tề Đẳng Nhàn, toàn thân lập tức run rẩy, rung rung một trận. Tề Đẳng Nhàn cũng chấp nhận số phận là mình không thể lừa qua được vụ này. Hắn vội vàng đứng dậy, vọt lẹ tới bên cạnh Long Tông Toàn, duỗi tay nắm lấy tay ông ta. Y ra, chào giám đốc Long, tôi là Tề Đẳng Nhàn, kẻ tầm thường này lần đầu được gặp ông, xin được chỉ giáo nhiều ạ. Tề Đẳng Nhàn nhéo tay Long Tông Toàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, dù vậy ngữ khí lại vô cùng nhiệt tình. Long Tông Toàn bị Tề Đẳng Nhàn dọa cho choáng đầu, hai chân nhịn không được run run. Đến khi Tề Đẳng Nhàn dùng sức nhéo tay ông ta cảm thấy xương ngón tay mình giống như bị nghiền nát. À, Long Tông Toàn rên rỉ một tiếng, ông ta làm ăn nhiều năm như thế, vẫn phải có khả năng nhìn mặt đoán ý.
Tề Đẳng Nhàn vừa mới nói đây là lần đầu gặp mặt, vậy tất nhiên hắn không muốn ông ta nhận ra mình. Ông ta nghĩ đến con gái Tống Chi Mai Lý Vân Uyển xinh đẹp động lòng người Long Tông Toàn lập tức rõ ràng hơn phân nửa. Giám đốc Tề chắc cũng là tên đàn ông lòng dạ gian xảo ở sau lưng vợ tán gái, khó trách hắn muốn vợ như không quen biết mình. Đương nhiên, nếu Tề Đẳng Nhàn muốn làm như vậy ông ta cũng không dám không tuân theo. Nếu không thì để đối phương nắm cổ áo đánh một trận vì tội miệng rộng thì thật không đáng chút nào. Long Tông Toàn đã bị Tề Đẳng Nhàn dọa vỡ mật, hơn nữa ông ta đã biết Tề Đẳng Nhàn là con trai Tề Bất Ngữ, sao còn dám trêu chọc hắn, làm hắn không vui. Lông mày Tống Chí Mai nhếch lên, quát lên một cách tức giận lớn mật, sao cậu dám vô lễ với giám đốc Long như vậy hả? Dương Viễn Sơn cũng quát lớn tên quê mùa này còn không nhanh bỏ tay giám đốc Long ra. Cậu làm sao xứng cầm tay của giám đốc Long? À ha ha, chào giám đốc Tề, xin chào ạ. Không dám chỉ giáo, không dám ạ. Sau khi hoàn hồn, Long Tông Toàn lập tức nắm lấy tay Tề Đẳng Nhàn lắc lấy lắc để. Lúc nghe ông ta nói vậy, vẻ mặt đang âm trầm của Tề Đẳng Nhàn cũng dần tan, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra phán đoán của hắn là chính xác. Tống Chí Mai và Dương Viễn Sơn nghe được Long Tông Toàn nói thì ngẩn người. Tống Chí Mai nhàn nhạt nói nếu như giám đốc Long không trách cậu vô lễ thì tôi cũng không tiện nói gì thêm, lần sau chú ý vào. Dương Viễn Sơn cũng giáo huấn hắn cậu phải nhớ rằng quý nhân không thể đắc tội, ông ấy có thể nhẹ nhàng nâng đỡ cậu lên để cậu được sống cuộc sống trong mơ. Lần sau nhớ lễ phép một ít. Long Tông Toàn vừa nghe hai người nói vừa chảy mồ hôi lưng lạnh toát, ông ta cảm thấy vết thương trên mặt mình bắt đầu nhức nhức. Long Tông Toàn thật không hiểu được Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai lấy dũng khí ở đâu để nói Tề Đẳng Nhàn như vậy, ít nhất là hiện tại ông ta không có dũng khí này. À ha ha, Dương Thiếu Gia và bà Tống nói quá lời rồi, mọi người nếu cùng ngồi chung trên một cái bàn vậy hẳn là có duyên, chính là bạn bè rồi. Long Tông Toàn lớn tiếng nói. Lúc này hai người kia mới không tiếp tục giáo huấn Tề Đẳng Nhàn nữa, sau đó họ gật đầu rồi câm miệng. Tề Đẳng Nhàn vừa buông lỏng tay Long Tông Toàn ra lại lập tức vồ lại, có lẽ là hắn muốn kêu lên một tiếng anh em. Dương Viễn Sơn nói với Tề Đẳng Nhàn cậu còn không cảm ơn giám đốc Long nhanh lên. Giám đốc Long khó có lúc được hiền hòa như vậy, đây quả là phúc phận của cậu đấy. Không phải ai cũng có tư cách được giám đốc Long gọi là bạn bè đâu. Lúc này Long Tông Toàn trong lòng đã nghĩ tới cả chuyện nhét thuốc nổ vào cái đầu chó của Dương Viễn Sơn, tên này không thể nói bớt đi được sao. Cứ phải hại chết ông đây rồi mới vừa lòng đúng không? Vâng, vâng, vâng cảm ơn giám đốc Long. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nhẹ nhàng vỗ trên vai của Long Tông Toàn một cái, sau đó hắn trở lại vị trí ngồi của mình. Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai không biết Tề Đẳng Nhàn lợi hại như thế nào nhưng Lý Vân Uyển lại rất rõ ràng. Cô ta cảm thấy thái độ đối xử của Long Tông Toàn với Tề Đẳng Nhàn hơi kỳ lạ. Vì thế... cô ta hỏi trực tiếp vấn đề trong lòng mình ra hy vọng nhận được câu trả lời. Giám đốc Long cũng là người đế đô mà, Từ Ngạo Tuyết cũng vậy, ông ta biết tôi lợi hại không phải là điều bình thường à. Tề Đẳng Nhàn tùy tiện bịa một câu lừa cho qua chuyện. Bằng trực giác phụ nữ, Lý Vân Uyển nhận thấy chỉ sợ việc này không phải đơn giản như Tề Đẳng Nhàn nói, tuy vậy cô ta cũng không suy nghĩ nhiều thêm. Biết thì cứ biết thôi, chẳng lẽ giữa hai thằng đàn ông còn có chuyện gì nữa chắc? Tề Đẳng Nhàn thấy Lý Vân Uyển không còn nghi ngờ, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở hắt ra, may mà mình phản ứng nhạy bén, may mà lần trước Long Tông Toàn bị hắn làm cho sợ phá gan, nếu không phải vậy thì chuyện hôm nay sẽ khó giải quyết đây. Đặc biệt là bà Tống Chí Mai mẹ của Lý Vân Uyển, bản thân bà ta đã đanh đá lại còn luyện võ. Nếu động tay chân thì hắn nên đánh trả hay là ngồi im mới được cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng sờ cằm mình, bưng chén cơm lên tiếp tục chuyên chú ăn. Chỉ cần Long Tông Toàn không làm lộ hắn thì chuyện gì cũng dễ nói. Có vài người ấy à, da mặt thật là dày, bản thân rõ ràng biết không có bản lĩnh gì lại cứ muốn chen vào tầng lớp xa hoa mới được. Tống Chí Mai thở dài, khẽ lắc đầu. Long Tông Toàn cười miễn cưỡng, ông ta cảm giác từ lỗ chân lông mình toát ra mồ hôi lạnh. Các người có thể sống yên bình một chút không? Ông đây vẫn muốn sống lâu 2 năm đấy. Trong lòng Long Tông Toàn âm thầm kêu to. Cũng may Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai cũng không nói thêm gì nữa làm Long Tông Toàn nhẹ nhàng thở ra. Ông ta chủ động bưng lên chén rượu bắt đầu làm nóng bầu không khí. Chờ rượu uống qua 3 vòng, Tống Chí Mai mới quát Lý Vân Uyển, Vân Uyển,
sao còn không mau mời giám đốc Long một chén rượu? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, hắn hơi khó chịu. Hắn không thích để Lý Vân Uyển đi mời rượu ai cả, chẳng qua, hôm nay không phải sân nhà hắn, hắn cũng không tiện nói cái gì. Long Tông Toàn trông thấy bộ dáng khó chịu của Tề Đẳng Nhàn, ông ta lập tức giật mình một cái rồi cười ha hả bảo không cần không cần, hôm nay là sinh nhật tiểu thư Vân Uyển mà, sao lại để Vân Uyển mời rượu được chứ? Ngược lại Lý Vân Uyển hào phóng bưng lên chén rượu, nói giám đốc Long, tôi kính ông một ly, trước tiên uống hết vì kính trọng. Nhìn đến Lý Vân Uyển một hơi uống hết rượu, Long Tông Toàn sợ tới mức suýt nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Vẫn còn may, Tề Đẳng Nhàn chưa nói gì khiến cho ông ta nuốt trở về một búng máu. Giám đốc Long, ông làm sao vậy, sao tôi có cảm giác ông có chút khẩn trương thế? Dương Viễn Sơn hơi khó hiểu hỏi. Không phải do tên ngu như anh hại à, nếu biết sớm rằng Tề Đẳng Nhàn ở chỗ này, ông đây còn lâu mới đến. Long Tông Toàn mắng thầm trong lòng. Xong. Trên mặt ông vẫn cười ha hả, nói mình không có việc gì, chắc là do không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn rượu đủ cơm no rồi, còn ợ nhẹ một cái, hắn vỗ bụng mình. Hành động ấy khiến hai người Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai cảm giác khó chịu, ở trường hợp như vậy mà không biết một chút lễ nghi nào sao. Hành động tùy ý như thế có biết lễ phép hay không? Để cho loại người này xuất hiện trên bàn cơm thật là hạ thấp cấp bậc của bọn họ. Dương Viễn Sơn sắc mặt âm trầm nói cậu văn nhã một chút được không? Lý Vân Uyển nói hắn là như thế ấy, khá tùy ý lại thật thà, mọi người đừng quá để ý. Long Tông Toàn cuống quýt cười nói đương nhiên sẽ không để ý, tôi cũng thích thoải mái. Ăn cơm mà, mọi người cần ăn uống nhẹ nhàng, nếu như quá trang trọng thì còn vui gì nữa. Lúc nói chuyện ông ta còn cố ý làm bụng to lên rồi ợ một cái. Tống Chí Mai tán thưởng nói giám đốc Long thật là thẳng thắn. Dương Viễn Sơn cũng cười nói giám đốc Long nói có đạo lý, vậy mọi người cũng nên tự nhiên thôi. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn khinh thường, mấy trò con bò gì thế này. Nếu không phải hôm nay mẹ vợ ở đây, hắn kiểu gì cũng phải ấn đầu Dương Viễn Sơn vào trong nồi lẩu, nhân tiện xả giận giúp Dương Quan Quan. Sao tôi cứ có cảm giác giám đốc Long nhân nhượng anh nhỉ? Vết thương trên mặt ông ta không phải do anh đánh đấy chứ? Lý Vân Uyển tò mò hỏi. Có à? Không có đâu, chắc là do người ở đế đô tính cách khá tốt, bằng lòng tương trợ đồ quê mùa như tôi. Tề Đẳng Nhàn tùy tiện nói, hắn cầm lên một cây tăm để xỉa răng. Nhưng lúc hắn xỉa răng thì không tùy ý như vậy, một tay xỉa răng, một tay khác che miệng mình. Đây là lễ phép cơ bản trên bàn cơm, nếu không, lỡ như lúc hắn đang xỉa răng thì miếng đang tắc trong răng văng vào đĩa đồ ăn, vậy mọi người có ăn được nữa hay không? Lý Vân Uyển nói có đấy. Có cảm giác ông ta. Tề Đẳng Nhàn buông tăm xỉa răng xuống, bàn tay to của hắn lại sờ lên trên đùi cô ta, cắt ngang lời truy vấn tiếp theo của Lý Vân Uyển. Sao chữ này không giống với lần trước? Không phải là giá như nhau sao? Tề Đẳng Nhàn cố ý hỏi. Giống nhau mà, là do anh trí nhớ kém đấy. Quả nhiên lực chú ý của Lý Vân Uyển bị phân tán. Ở ngay lúc này, Tống Chí Mai bưng lên chén rượu cười với Long Tông Toàn, nói giám đốc Long. Hôm nay tôi vô cùng vui vẻ vì có thể quen biết ông. Long Tông Toàn cũng cuống quýt giơ lên chén rượu, cười nói không dám nhận, không dám nhận. Được biết đến anh hùng nữ kiệt như bà Tống thì tôi cũng hết sức vinh hạnh. Sau khi Tống Chí Mai uống một hơi cạn sạch, lúc này mới chậm rãi cười nói không biết Long Mục có hứng thú đến Thượng Hải của chúng tôi đầu tư một khoản hay không. Trước mắt trong tay tôi có hai hạng mục rất tốt. Long Tông Toàn nghe Tống Chí Mai nói xong không mấy hứng thú. Ông ta không muốn bị cuốn vào giữa vòng tranh đấu của Long Môn. Dương Viễn Sơn một bên khuyên giám đốc Long, ông nghiêm túc suy xét một chút, tôi cảm thấy bà Tống có tiềm lực rất lớn, tất nhiên thời cơ đến là có thể hồi quỹ gấp đôi cho giám đốc Long. Long Tông Toàn ra vẻ trầm ngâm, sau một lát, ông ta lắc lắc đầu, cười nói sau đi. Tống Chí Mai nghe xong câu này, tức khắc sắc mặt hiện lên vẻ thất vọng, bà ta thở dài, nói nếu đã như vậy, việc này lần sau bàn lại cũng được. Mọi người hôm nay uống rượu thỏa thích trước đã. Ngay lúc này Tề Đẳng Nhàn đứng dậy đi tới bên cạnh Long Tông Toàn, đè bả vai ông ta. Sắc mặt của hai người Dương Viễn Sơn và Tống Chí Mai lập tức thay đổi, cái tên này, sao lại dám vô lễ như thế, chắc hắn uống say rồi đúng không? Giám đốc Long suy xét nghiêm túc lại xem sao, tôi cảm thấy ý tưởng của dì Tống cũng không tồi, có phải không? Tề Đẳng Nhàn ấn bả vai Long Tông Toàn,
trên mặt hắn mang theo ý cười, nhàn nhạt hỏi. Tống Chí Mai ngồi ở một bên, bà ta dựng ngược mày liếu, tức giận quát Tề Đẳng Nhàn, cậu không được làm càn, cậu có tư cách nói chuyện ở đây sao? Dương Viễn Sơn cũng lửa giận bừng bừng nói giám đốc Long là người hiền hòa, đã cho cậu chút mặt mũi thì cậu cũng không nên không biết chừng mực, được voi đòi tiên. Ngược lại Long Tông Toàn không tức giận giống hai người họ tưởng tượng, ông ta vô cùng ngạc nhiên sau đó làm bộ làm tịch bắt đầu suy nghĩ. Đúng đúng, tôi cảm thấy câu này của giám đốc Tề rất có đạo lý, ý tưởng của bà Tống thật sự không tệ, có thể hợp tác một chút. Long Tông Toàn trong nháy mắt sửa lại lời nói. Tống Chí Mai đang muốn quát Tề Đẳng Nhàn thêm câu nữa, nghe thấy vậy, bà ta sửng sốt trong nháy mắt, lời nói sắp ra khỏi miệng lập tức nghẹn vào trong bụng. Bà ta không nghĩ tới một câu nói của Tề Đẳng Nhàn lại có thể khiến Long Tông Toàn đột nhiên thay đổi ý định. Dương Viễn Sơn cũng trợn mắt há mồm, từ khi nào Long Tông Toàn nói chuyện dễ như thế. Ông ta ấy vậy mà bằng lòng nghe kiến nghị của Tề Đẳng Nhàn. Tống Chí Mai đổi một bộ mặt tươi cười ngay lập tức rồi nói giám đốc Long thật là tinh mắt, tôi có thể bảo đảm với giám đốc Long nếu chúng ta hợp tác thì nhất định sẽ mang đến lợi ích lớn cho cả hai bên. Trong nội tâm Long Tông Toàn âm thầm chửi má nó, ông ta thật sự không muốn liên lụy sâu với Tống Chí Mai. Hiện tại chí hướng của Tống Chí Mai là vị trí giám đốc của chi nhánh Long Môn ở Thượng Hải, như vậy khẳng định sẽ có một phen tranh đấu gay gắt, một thương nhân như ông ta tham dự vào đấu tranh giang hồ thì trời biết sẽ có kết quả gì. Ông ta không hề muốn hợp tác với Tống Chí Mai, nhưng Tề Đẳng Nhàn đã lên tiếng như vậy thì ông ta không dám không nghe, chỉ có thể nhận mệnh. Cùng lắm thì ông ta coi như dùng khoản tiền đó mua sự bình an. Giám đốc Long ánh mắt thật tinh tường, cùng hợp tác với một nữ anh hùng như dì Tống, tương lai rất đáng để chờ mong. Tề Đẳng Nhàn vỗ bả vai Long Tông Toàn rồi quay lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Long Tông Toàn cảm thấy yết hầu khô cằn, ông ta cười gượng hai tiếng ha hả sau đó gật đầu khẽ nói không sai, tôi cũng cảm thấy như thế cho nên mới thay đổi ý định. Tống Chí Mai cười nói giám đốc Long khách khí quá. Tới, tôi xin được mời giám đốc Long ba ly. Dương Viễn Sơn không khỏi hơi nhíu mày, theo lý mà nói, loại người không hiểu lễ phép như Tề Đẳng Nhàn hẳn là bị Long Tông Toàn dạy dỗ nghiêm khắc một trận mới đúng. Đáng ra Long Tông Toàn không phải là thái độ này, vì sao lại thế? Tạm thời anh ta không thể hiểu được. Nếu như Long Tông Toàn quen biết Tề Đẳng Nhàn, như vậy có khả năng ông ta chừa cho hắn chút mặt mũi. Nhưng đoạn đối thoại lúc hai người vừa mới gặp mặt rõ ràng là lần đầu tiên quen biết mới phải. Lúc này Tống Chí Mai nhìn Tề Đẳng Nhàn thuận mắt hơn một ít, bà ta cảm thấy ít nhất tên này cũng không vô dụng, vậy mà hắn như mèo mù vớ phải chuột chết giúp được mình đối phó được với Long Tông Toàn. Vậy thì, bà Tống với Dương thiếu gia, bên tôi còn có chút việc, tôi đi trước một bước nhé, lần sau lại cùng nhau ăn cơm. Long Tông Toàn nói, ông ta thật sự không muốn tiếp tục ở lại đây. Như thế này còn ăn được gì nữa, trường hợp này quả thực còn kích thích hơn so với nhảy bungee. Tống Chí Mai tiếc nuối nói vậy thật là đáng tiếc quá, tôi còn muốn uống thêm hai ly cùng giám đốc Long cơ mà. Long Tông Toàn nói lần sau nhé, lần này tôi thật sự có việc gấp rồi, không thể không đi. Lúc này Long Tông Toàn rất sợ Tề Đẳng Nhàn lại đi qua vỗ vai mình rồi bảo ông ta lại ngồi thêm một lát, lại uống thêm hai ly. Nhưng may là Tề Đẳng Nhàn cũng ước gì Long Tông Toàn cút sớm, cho nên hắn chỉ nâng mí mắt lên nhìn ông ta một cái rồi không nói năng gì. Giám đốc Long, lần này là do tôi chiêu đãi không chu đáo. Lần sau, tôi cam đoan trên bàn cơm sẽ không có thể loại rác rưởi không liên quan lại còn kém chất lượng xuất hiện. Dương Viễn Sơn đứng lên sau đó bắt tay Long Tông Toàn rồi cười ha hả. Nội tâm Long Tông Toàn ngay sau đó đã hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Dương Viễn Sơn một lần. Ông ta chỉ hy vọng Tề Đẳng Nhàn không vì tên ngu ngốc đó mà ghi hận lây sang ông ta. Long Tông Toàn cười miễn cưỡng sau đó rời đi bữa tiệc một cách nhanh chóng, vội vàng. Ngay lúc này Tống Chí Mai nhận được một cuộc điện thoại, bà ta nghe máy xong không khỏi nhíu mày, nói Dương thiếu gia, bên gì cũng có chút việc gấp. Dương Viễn Sơn nói gì Tống để cháu đi cùng gì. Tống Chí Mai gật đầu sau đó quay đầu nói với Lý Vân Uyển, Vân Uyển, hôm nay là sinh nhật của con. Vốn là mẹ nên cùng con ăn sinh nhật nhưng mẹ thật sự có chút việc. Lý Vân Uyển vẫy tay tùy ý, nơi này có Dương Viễn Sơn làm cô ta cũng sớm không muốn tiếp tục có lệ mẹ không cần để ý, con lớn rồi, con còn để ý chuyện này sao? Dương Viễn Sơn cũng tỏ vẻ xin lỗi, khẽ cười nói lần sau tôi nhất định sẽ tìm một nơi tốt hơn để mời em ăn cơm.
Chờ sau khi hai người rời đi, lúc này Lý Vân Uyển mới thở ra nhẹ nhàng. Mẹ cô cũng không làm khó tôi lắm, chỉ là nói chuyện hơi không dễ nghe thôi. Tề Đẳng Nhàn thấy người đã đi rồi lúc này mới cười nói. Mẹ tôi chắc là nghĩ tôi tùy tiện mang theo một tấm chắn đến nên mới không làm khó dễ anh. Lý Vân Uyển đối với chuyện này cũng rõ ràng. Trong suy nghĩ của Tống Chí Mai thì một miếng thịt chó thiêu như Tề Đẳng Nhàn làm sao có thể đưa lên bàn tiệc được. Nốt gửi beta, chỉ xem giúp em trường hợp này có thay được bằng, cái đũa mốc như Tề Đẳng Nhàn sao có thể đặt lên được mâm son hay không nhé. Pro, dai song chưa mây can lai, chi đen xiên chơ yang đờ lan gâu râu, si chân đờ sang bu đờ si miên đờ, si vi, ở Tống Chí Mai xem ra, Tề bình thường như vậy đích lạn cẩu thịt, là thật đích thượng không được bàn tiệc đích. Bà ta cảm thấy nếu lấy tiêu chuẩn của con gái mình thì dĩ nhiên sẽ không vừa ý một tên đàn ông như Tề Đẳng Nhàn, cho nên Tống Chí Mai đương nhiên cho rằng hắn chẳng qua là cái lá chắn chất lượng thấp mà thôi. Tề Đẳng Nhàn thở dài, nói hầy, tôi vốn định tạo ấn tượng mạnh mẽ với mẹ vợ mà bà ấy lại đi mất rồi. Lý Vân Uyển nói cái gì? Anh nói sẽ chuẩn bị quà cho tôi, vậy quà của tôi đâu? Tề Đẳng Nhàn cười sau đó hắn kéo tay Lý Vân Uyển đứng dậy. Ôn hòa nói đi theo tôi là được. Lý Vân Uyển đi theo hắn lên tầng cao nhất của khách sạn Thiên Địa, nơi này là vườn hoa trên không nổi tiếng nhất trong khách sạn này, nếu không phải là hội viên cao cấp thì sẽ không vào được, một năm cũng khó có người có thể ăn cơm tại đây một lần. Cũng không phải vì thức ăn quá khó thưởng thức hay là quá đắt, mà là nếu muốn ăn cơm ở đây thì thân phận phải thật là cao quý. Tuy vậy bên trong vườn hoa trên không lại không có thứ gì đặc biệt, nơi này trống không. Thậm chí cả bàn ăn cũng không có. Anh dẫn tôi tới chỗ này để ăn không khí hả? Lý Vân Uyển hơi tức giận nói, cô ta duỗi tay bóp thịt trên eo của Tề Đẳng Nhàn. Cô hoảng cái quần què, Tề Đẳng Nhàn đưa tay gõ đầu cô ta một cái rồi lôi Lý Vân Uyển đứng ở vị trí gần mình nhất. Lúc này, một vị quản lý cấp cao của khách sạn Thiên Địa đi ra, cung kính nói với Tề Đẳng Nhàn xin hỏi giám đốc Tề có thể bắt đầu chưa ạ? Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh gật đầu. Nhàn nhạt nói bắt đầu đi. Lý Vân Uyển ngẩn người, cô ta muốn hỏi Tề Đẳng Nhàn rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì, sau đó nghe một tiếng nổ lớn piu, trên trời xuất hiện đủ màu sắc. Lý Vân Uyển ngước mắt lên thì thấy ở bầu trời bên trên tòa nhà có một cụm pháo hoa rất lớn vừa nổ tung. Đoàng, 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 đoàng. Một đóa pháo hoa lụi tắt sau đó là tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Chỉ thấy bầu trời đối diện tòa nhà. Liên tiếp một đóa lại một đóa pháo hoa bay lên tạo thành một biển pháo hoa trên mảnh trời. Lượng pháo hoa nhiều đến nỗi làm cho nửa bầu trời trước mắt đều bị phủ kín. Lý Vân Uyển ngắm đến ngẩn người, sau đó cô ta hưng phấn thét chói tai, lấy di động ra chụp ảnh liên tục. Cảnh như thế này thật là lãng mạn. Tề Đẳng Nhàn luôn luôn bị cô ta châm chọc là IQ thấp thế nhưng trong ngày sinh nhật cô ta có thể sắp xếp một niềm vui bất ngờ như vậy, thực sự làm người khác phải kinh ngạc. Thật sự là một niềm vui bất ngờ. Người không biết chuyện không khỏi ngạc nhiên, chuyện gì thế này, sao đột nhiên bắn nhiều pháo hoa làm gì vậy? Chẳng lẽ hôm nay là ngày hội gì? Lần bắn pháo hoa này ước chừng 10 phút, sau khi bông pháo hoa cuối cùng bay lên thì trên bầu trời chỉ còn lại mùi thuốc pháo. Bầu trời rực rỡ quay trở về đen kịt. Niềm vui tới đột nhiên quá, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được anh sẽ phóng pháo hoa cho tôi. Lý Vân Uyển vô cùng phấn khởi nói. Mặt cô ta đỏ lên vì kích động. Xem cô kích động như thế nào kìa, vẫn còn đây nè. Tề Đẳng Nhàn tiện tay ném một hộp quà ra. Lý Vân Uyển bắt lấy, trái tim hơi run, cái này không phải là nhẫn cầu hôn đấy chứ. Nếu cùng người này kết hôn thì mình thật sự rất vừa ý. Sau khi mở ra cô ta trông thấy một chìa khóa xe. Là chìa khóa của Aston Martin 177. Anh định tặng cho tôi cái xe đó. Lý Vân Uyển há hốc miệng khiếp sợ. Làm sao, cô không cần hả? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Trong lòng hắn khó tránh khỏi hơi đắc ý, quà mình tặng lại không tốn một đồng. Cái bút khắc của Lý Vân Uyển đưa cho hắn thì hắn tặng cho Kiều Thu Mộng, bùa may mắn của Kiều Thu Mộng thì hắn lại cho Dương Quan Quan, Sở Vô Đạo cho hắn xe Aston Martin thì hắn tặng cho Lý Vân Uyển. Tuy rằng không phải là nhẫn cầu hôn trong tưởng tượng nhưng quà tặng này cũng đủ làm Lý Vân Uyển kinh ngạc. Chiếc Aston Martin này giá trị hơn 4.000 vạn, cho dù bán qua tay, tùy vào số cây em đã đi có thể bán hơn 3.000 vạn cũng không phải chuyện khó. Lý Vân Uyển cầm chìa khóa xe, cô ta im lặng một lát sau đó cười nói đương nhiên muốn, tôi chỉ là cảm thấy món quà này giá trị lớn quá.
Tề Đẳng Nhàn lại nói cô mới có giá trị lớn nhất. Lời cợt nhả này, điểm tối đa. Trình EQ này, 10 điểm. Trong khoảng thời gian này, sau khi nỗ lực tu luyện, Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng tiến hóa từ EQ thấp thành EQ cao. Lý Vân Uyển cảm thấy lần sinh nhật này tuyệt đối là lần sinh nhật tuyệt nhất trong 20 năm qua của mình. Tuy rằng có một tên giống gậy thọc phân như Dương Viễn Sơn xuất hiện một thời gian ngắn, nhưng nói chung vẫn là hoàn mỹ. Xe đang ở dưới tầng, chúng ta đi về thôi. Tề Đẳng Nhàn cười rồi ôm eo thon của Lý Vân Uyển đi ra ngoài. Sau khi ngồi trên Aston Martin, Lý Vân Uyển cười nói anh thật sự tặng cho tôi à? Đến khi có muốn cũng không làm màu được thì đừng có mà khóc đấy. Tề Đẳng Nhàn khinh thường nói tôi vốn đã ngầu rồi còn cần gì làm màu nữa. Lý Vân Uyển lái xe về Sơn Trang Vân Đỉnh, khi đi đi ngang qua một căn biệt thự không khỏi cười nói căn này hình như là căn của Dương Viễn Sơn chuẩn bị tặng cho tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn nói tôi nghĩ cô nên nhận món quà đó, nếu có tên ngu đưa tới cửa lại không lấy chẳng phải đáng tiếc sao. Lý Vân Uyển chỉ cảm thấy tên Tề Đẳng Nhàn này thật là xấu xa. Tới Vân Đỉnh Thiên Cung, mới vừa vào cửa, Lý Vân Uyển lập tức sợ ngây người. Trong phòng khách trang trí đặc biệt, trên tường treo bóng bay xếp thành chữ hơi bớt đây, trên thảm phủ kín cánh hoa hồng, trong nhà tràn ngập mùi hoa. Thấy sao, tiêu mấy vạn để trang trí đó, thành quả cũng không tệ lắm đúng không? Tề Đẳng Nhàn hơi mỉm cười, vì chuẩn bị cho chiến trường bi thảm trong tương lai, lần sinh nhật này của Lý Vân Uyển, hắn thật sự phải vắt hết óc suy nghĩ. Lý Vân Uyển dứt khoát ôm cổ Tề Đẳng Nhàn, kêu lên tôi quả thực yêu anh muốn chết. Vừa nói xong cô ta dùng gót chân cởi giày cao gót ra sau đó ôm cổ Tề Đẳng nhảy lên người hắn. Tề Đẳng Nhàn thuận thế đưa tay xuống ôm cái mông vểnh, căng tròn dưới lớp váy. Ngay sau đó, đôi chân dài của Lý Vân Uyển dán lên eo Tề Đẳng Nhàn, cả người cô ta giống như gấu koala treo ở trên người hắn. Không biết anh thông minh lên từ khi nào, thật không uổng phí công tôi dốc lòng dạy dỗ anh. Lý Vân Uyển vui vẻ cười nói. Dù sao cũng là lần đầu tôi chuẩn bị sinh nhật cho cô, kiểu gì cũng phải dùng tấm lòng chứ. Tề Đẳng Nhàn ôm Lý Vân Uyển dạo bước ở trong phòng rồi nói. Lý Vân Uyển đỏ mặt hỏi anh đã gặp qua mẹ tôi rồi, khi nào thì mang tôi đi gặp ba anh. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên ngẩn người, hiện tại hắn muốn gọi điện cho Tề Bất Ngữ còn khó. Ba hắn đi một chuyến tận 2-3 năm, nhà tù U Đô cũng ném thẳng cho hắn. Nhưng mà, ăn Tết năm nay, Tề Bất Ngữ chắc hẳn phải về nhà tù U Đô rồi. Hiện tại tôi cũng không biết ba tôi ở đâu, ông như tiền ấy, khi nào ba tôi về thì tôi sẽ đưa cô gặp ông. Tề Đẳng Nhàn nói. Lý Vân Uyển lại hỏi có muốn kết hôn với tôi không? Đương nhiên Tề Đẳng Nhàn không muốn, hắn không có khả năng sẽ kết hôn, ngoài miệng hắn lại nói tôi còn nhiều chuyện lớn chưa kịp làm, chuyện này tôi không dám hứa với cô, tránh cho đến lúc lại phụ lòng cô. Hiện tại, tập đoàn họ Hướng còn chưa ổn định. Còn nữa, thù lớn mười mấy năm trước còn chưa trả được. Mẹ của tôi cũng chưa đón về được. Lý Vân Uyển nghe những lý do này lập tức hơi bất mãn, cô ta lay vai của hắn, nói tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi, anh khẩn trương làm cái gì? Anh thật không đáng tin một chút nào cả. Tề Đẳng Nhàn ho khan hai tiếng, hắn không biết nói gì tiếp. Chuyện kết hôn không cần suy xét. Cuộc hôn nhân với Kiều Thu Mộng thất bại làm hắn không còn hứng thú với chuyện này nữa. Lý Vân Uyển cũng cảm thấy vì đề tài này của mình làm bầu không khí trở nên hơi xấu hổ, cô ta nghĩ, hôm nay là một ngày vui, thật sự không nên có không khí như vậy. Vì thế, đôi môi đỏ au đầy đặn của cô ta dứt khoát cắn xuống, vừa chạm vào là khiến củi khô lửa bốc, tiếng hít thở của hai người trở nên dồn dập. Họ bắt đầu lăn vào một chỗ. Lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, hai người vẫn đang nằm trên tấm thảm ngoài phòng khách, trên người đắp một cái chăn. Cánh hoa hồng trên thảm nát nhừ, chỉ cần nhìn thôi cũng biết tình hình chiến đấu tối hôm qua dữ dội như thế nào. Tề Đẳng Nhàn vừa mở mắt đã nhìn thấy hình ảnh đỏ trắng đan xen, trên da thịt tinh tế dính chút màu đỏ của cánh hoa hồng, thị giác bị gây ấn tượng mạnh. Chà, yêu tinh đúng là yêu tinh, ngủ thôi cũng đẹp nữa. Tề Đẳng Nhàn đắp chăn cẩn thận lại cho Lý Vân Uyển đang ngủ say sau đó giãn thân thể. Đôi mắt Lý Vân Uyển hé mở, không vui nói không được dậy. Tề Đẳng Nhàn cười nói tôi đi luyện công, sau đó sẽ làm bữa sáng cho cô nghỉ ngơi trước đi. Lý Vân Uyển cũng chỉ có thể bĩu môi bất mãn, sau khi ngáp một cái, cô ta lật người lại ngủ tiếp. Tề Đẳng Nhàn nhìn tấm lưng bóng loáng của yêu tinh họ Lý,
kiềm chế ý nghĩ lại làm thêm một lần trâu sắt đi cày. Hắn thay quần áo bắt đầu luyện tập chạy bộ buổi sáng. Tề Đẳng Nhàn chạy bộ buổi sáng trên đỉnh núi Vân Đỉnh, sau đó hắn mới bắt đầu luyện công. Chơi thì chơi, quậy thì quậy, nhưng chuyện như võ công thì không thể chậm trễ, đã đi ngược dòng nước lại còn không biết tiến lên tất nhiên sẽ bị lùi lại. Cũng nhờ mình ở nhà tù U Đô mài giũa mấy năm, nếu không như thế, thật sự không có khả năng tiến bộ nhanh chóng như vậy. Tề Đẳng Nhàn giãn gân cốt, chậm chậm đánh quyền. Mặt hắn hướng về phía đông, đón ánh mặt trời, bắt đầu tư thế ban đầu của quyền pháp rồi luyện từng hình thế trong 12 thế. Có một quy luật bất thành văn khi luyện quyền, đó là mặt nhất định phải hướng về phía đông để luyện. Phương đông là hướng mặt trời mọc, điều này tượng trưng cho một loại tinh hoa thần khí. Đát đát đát. Ngay lúc này, truyền đến tiếng bước chân của một người chạy chậm. Tề Đẳng Nhàn quay đầu thì thấy hóa ra là Ngọc Tiểu Long, cô mặc một bộ đồ thể dục, thật là không nghĩ tới cô cũng chạy lên đỉnh núi. Đúng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn đánh ra một hổ hình phách quyền, bạc một tiếng, giữa không khí phát ra tiếng vang bùm bùm. Nắm tay hắn chấn động, trong khoảnh khắc lỗ chân lông khép kín được mở ra, mồ hôi thành từng giọt rơi xuống. Đánh đẹp lắm, Ngọc Tiểu Long nhìn đến một quyền này không nhịn được khen ngợi một tiếng. Tề Đẳng Nhàn quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo, nói Ngọc tướng quân, dựa theo giang hồ quy củ, cô nhìn lén người khác luyện quyền thì sẽ bị đánh chết. Giới võ thuật có quy củ của giới võ thuật, đó là lúc người ta luyện quyền thì không được nhìn lén, nếu như không cẩn thận thấy được, vậy cần làm bộ như chưa thấy, lặng lẽ rời đi là được. Nhưng mà, nếu sau khi một người đã nhìn thấy lại còn phát ra âm thanh, vậy sẽ được coi là khiêu khích một cách công khai, đến lúc đó giữa hai bên, tất phải có một bên ngã xuống. Tôi cũng vừa đến, chỉ mới thấy anh phách quyền nhưng không thấy được quyền pháp khác. Ngọc Tiểu Long nói, cùng lắm thì cũng cho anh xem một chút. Vừa dứt lời, Ngọc Tiểu Long hai chân lần lượt di chuyển hướng ra ngoài, nhẹ nhàng lấy đà trên mặt đất, sau đó một tiếng bạc, cô lao nhanh về phía trước hai bước giống như một con ngựa khỏe khoắn. Sau hai bước, cô thu thế trong nháy mắt, tay phải nâng lên lại hạ xuống đánh một quyền. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau khi đánh ra một quyền, tay áo cô phát ra tiếng vang, đồng thời đất đá bay mù trời. Tề Đẳng Nhàn xem xong không khỏi nhẹ nhàng nhướng mày, nhịn không được nói, xem ra, vết thương trên người cô đã khôi phục kha khá rồi. Ngọc Tiểu Long thu quyền, nhàn nhạt nói, đã khôi phục 8-9 phần. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, lười biếng mà nói, chỗ phong thủy đẹp này bị tôi tới trước rồi nên cô nhanh về đi. Đang có người tài ở đây, chỉ bằng hoạt động tay một chút. Ngọc Tiểu Long lại cười nói, trong ánh mắt bốc lên cảm giác nóng lòng muốn thử. Cô rất tò mò công lực của Tề Đẳng Nhàn cao thấp ra sao cho nên muốn nhân cơ hội hôm nay thử hắn. Tôi sợ cô không chịu bộ năm roi liên tiếp của tôi. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chấm chấm chấm, Ngọc Tiểu Long dứt khoát im lặng, loại chiêu thức lừa đảo đó thế mà cũng có người treo ngoài miệng nói được, chắc là chỉ có tên Tề Đẳng Nhàn. Cô nhìn Tề Đẳng Nhàn chăm chú, một lát sau mới hỏi, anh sợ à? Tề Đẳng Nhàn nhún vai, sau đó lại lắc đầu, nói tôi không thể ở trường hợp này đánh với cô được, dù sao cô cũng là người trong quân đội, trên vai cô còn có gánh nặng bảo vệ quốc gia. Nếu tôi làm cô bị thương ở chỗ này, sau đó kẻ thù của cô nhân cơ hội giết cô, tôi sẽ biến thành người có tội mất. Ngọc Tiểu Long cảm thấy hơi buồn cười, còn chưa đánh thử đã nói làm cô bị thương rồi. Nói đùa kiểu gì thế? Nhưng cô có thể khẳng định là công lực của Tề Đẳng Nhàn cũng không thấp. Rốt cuộc hắn đã có thể làm đến trình độ nhìn không được, nghe không được, cảm giác được nguy hiểm để tránh người. Ngọc Tiểu Long nói, thật không? Vậy anh cảm thấy ở trường hợp nào thì thích hợp cho chúng ta đánh nhau? Tề Đẳng Nhàn nói, chờ đến lúc tòa nhà liên minh kinh tế của Từ Thị bị đổ, sau đó bên đó không kìm nén được chuẩn bị đến giết tôi. Lúc ấy tôi có thể vung tay lên mà chẳng bận tâm, từng quyền đến thịt. Đến lúc đó, dù sống hay chết, tôi đều sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Ngọc Tiểu Long không khỏi lắc đầu nói, mới có 10 tỷ đô la Mỹ đã nghĩ đến xoay chuyển càn khôn, tôi cũng không biết có nên nói anh ấu trĩ hay không. Tề Đẳng Nhàn hơi hơi mỉm cười, tôi sao có thể nói cho cô là ông đây chỉ có 500 triệu USD thôi. Hôm qua Từ Ngạo Tuyết đánh lén về phía công ty con, khi đó đã mất máu một lần rồi, sau đó bị Tề Đẳng Nhàn tạt một gáo máu nữa. Hôm nay cô ta quả nhiên vô cùng tức giận, lại đầu tư thêm một đống tiền vào. Dù sao,
Liên minh kinh tế của Từ Thị ở dưới trướng Từ Ngạo Tuyết đã bò xuống hố càng ngày càng sâu, đến lúc nào đó, chỉ sợ là không thoát được. Người nóng lòng muốn thắng thường sẽ thua rất thảm, Ngọc Tiểu Long nói. Những lời này cũng là lời tôi muốn với cô, Tề Đẳng Nhàn nhe răng cười nói, hắn cười đến lóe sáng. Ngọc Tiểu Long khóe miệng mang theo một mặt lạnh lẽo, nói anh rời đi đế đô mười mấy năm, vừa luyện được một thân công phu như vậy lại còn tích lũy được tài phú cùng mối quan hệ như thế. Có lẽ cũng như Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật đúng không? Nói vì nể mặt mũi anh trai của Hướng Đông Tinh nên mới trợ giúp tập đoàn nhà họ Hướng là giả, muốn thông qua tập đoàn nhà họ Hướng để đối đầu với liên minh kinh tế nhà họ Từ, thông báo bản thân đã trở về mới là thật đúng không? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, hắn không ngờ ý tưởng mình chưa nói cùng ai bao giờ vậy mà bị Ngọc Tiểu Long liếc mắt một cái xem rõ ràng. Người phụ nữ này thông minh thật, nhưng đàn bà quá thông minh thường không làm cho người ta thích. Cho nên, Tề Đẳng Nhàn không thích cô. Cho dù là cô có tự động đưa tới cửa thì hắn cũng tuyệt đối không nạp cô vào phạm vi tôi muốn hết của mình. Không cần cứng đầu như thế, về vấn đề của mẹ anh, nếu chỉ dựa vào năng lực của anh thì rất khó để xoay chuyển. Ngừng tay lại đi, yên bình mà đi qua nửa đời sau. Ngọc Tiểu Long thở dài lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn lại cười ha hả, nói tôi không biết chúng ta gặp nhau nhiều như thế nào mà cô hiểu rõ tôi như thế. Thật là đáng tiếc tôi lại không thích cô, nếu không... tôi khẳng định sẽ cưới cô làm vợ. Ngọc Tiểu Long nói trong thiên hạ này không biết có bao nhiêu đàn ông muốn cưới tôi nhưng chẳng ai đủ tư cách này cả. Đang nói chuyện thì cô bỗng nhiên duỗi tay, bổ một quyền thẳng tắp hướng tới trán của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không né không tránh, nắm tay cô dừng lại trước ấn đường của hắn 30cm. Sao anh không tránh cũng không đỡ đòn? Ngọc Tiểu Long nhíu mày. Cô định thông qua một quyền này ép cho Tề Đẳng Nhàn phải ra tay sau đó thử công lực của hắn. Không có quyền ý thì tôi trốn làm gì? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, gặp phải cô thật đúng là mất hứng, hôm nay không luyện quyền cũng được. Nói xong hắn xoay người sang chỗ khác, dứt khoát nhường chỗ có địa thế đẹp trên đỉnh núi để luyện tập cho Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long nắm chặt tay, nhưng mà cô cảm thấy công kích Tề Đẳng Nhàn như vậy cũng không ổn lắm. Giống như Tề Đẳng Nhàn nói. Hiện tại cô cũng cảm thấy không thể đánh nhau với hắn được. Tốt thôi, để tôi nhìn xem cuộc thi đấu giữa chúng ta sẽ phải đợi đến khi nào. Ngọc Tiểu Long phun ra một hơi. Cô chậm rãi giơ tay, ba phát băng quyền im lặng đánh ra, mỗi một đấm xuất ra đều khiến cho cát đá bị thổi bay lên. Công lực của cô lại tiến bộ. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình có chút duyên phận với Ngọc Tiểu Long, rốt cuộc cũng đã nhiều lần ngẫu nhiên gặp nhau như vậy. Đáng tiếc. Loại gặp mặt ngẫu nhiên này cũng chỉ là ghét nhau như chó với mèo mà không phải là hai bên yêu thích. Lúc Tề Đẳng Nhàn đang làm bữa sáng thì nhận được điện thoại từ nhà tù U Đô báo, không lâu trước đó Hướng Đông Lôi vì bệnh nặng nên đã qua đời. Tôi hiểu rồi, sau khi Tề Đẳng Nhàn nhận được tin tức, hắn chỉ thản nhiên trả lời một câu đưa đến lò thiêu đi, làm hết thủ tục cần thiết sau đó mang đến thành phố Trung Hải. Quan hệ giữa hắn và Hướng Đông Lôi không tệ lắm nhưng tuyệt đối không tốt đến nỗi có thể khiến hắn phải dốc sức trợ giúp tập đoàn Hướng Thị như thế. Sở dĩ Tề Đẳng Nhàn dốc sức như vậy đúng như lời Ngọc Tiểu Long nói, hắn muốn mượn điều đó tuyên bố mình đã trở về. Hướng Đông Lôi chết chắc chắn sẽ tạo thành đả kích cho Hướng Đông Tinh, dù là yêu hay là hận thì Hướng Đông Lôi cũng là người thân cuối cùng của Hướng Đông Tinh trên thế giới này. Sau khi phạm nhân ở nhà tù U Đô chết, nhà tù sẽ liên hệ với người nhà phạm nhân trước tiên, nếu vậy, Hướng Đông Tinh hẳn là biết được tin này còn sớm hơn so với hắn. Tề Đẳng Nhàn làm xong bữa sáng, hắn đi vào phòng khách, duỗi tay vỗ vỗ Lý Vân Uyển. Cô ta không biết từ khi nào đã chạy đến sofa để ngủ. Tề Đẳng Nhàn nói chân dài, dậy ăn bữa sáng. Lý Vân Uyển ngáp dài rồi rút hai cánh tay trắng mịn dưới chăn ra ôm cổ Tề Đẳng Nhàn, nói buồn ngủ quá, tôi vẫn muốn ngủ tiếp. Nếu không được, hôm nay tôi đành đình công vậy. Dù sao anh là ông chủ, nếu anh không nói gì thì không ai dám trừ tiền lương của tôi. Tề Đẳng Nhàn khó hiểu phong tình, hắn mạnh mẽ kéo cô ta dậy ngủ cái rắm, dậy nhanh, nếu ngủ tiếp tôi phải thu thêm tiền phòng. Lý Vân Uyển nói bao nhiêu tiền một đêm? Tề Đẳng Nhàn cười gian cô hẳn phải hỏi là bao nhiêu lần một đêm. Nếu còn chơi xấu thì sẽ thu thêm phí phòng một đêm. Lý Vân Uyển sợ tới mức dứt khoát đứng dậy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy hôm nay nên đi gặp Hướng Đông Tinh, hiện tại cô ta cần phải khống chế đại cục, không thể có chuyện phát sinh ngoài ý muốn,
nếu không thì tất cả những chuẩn bị trước đó đều thành công cốc. Sau khi hắn ăn sáng xong cùng Lý Vân Uyển, Tề Đẳng Nhàn để cô ta tự đến công ty đi làm. Sao cơ, anh không đi làm á? Lý Vân Uyển lập tức bất mãn, trợn mắt tức giận nhìn hắn. Tên này kéo cô dậy còn không cho cô nghỉ làm, sau đó chính mình thì bỏ bê công việc, như thế này làm người ta tức quá. Tôi phải đi tìm Hướng Đông Tinh, có vài chuyện xảy ra. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói. Tề Đẳng Nhàn không có hứng thú với việc quản lý công ty, nếu trước kia không có cặp chân dài của yêu tinh họ Lý và bộ ngực lớn của Bí Thư Dương thì hắn cũng lười quẹt thẻ đi làm cho tư bản. Tề Đẳng Nhàn chuẩn bị cấp quyền quản lý công ty cho Lý Vân Uyển, hiện tại cô ta cũng đã quen việc rồi. Trước kia khi còn ở tập đoàn Mộc Tử thì Lý Vân Uyển cũng là nhân viên quan trọng, hoàn toàn phù hợp đảm nhiệm vị trí này. Ở trong gara, Lý Vân Uyển khởi động xe Aston Martin 177 mà Tề Đẳng Nhàn tặng cho mình, quà sinh nhật vừa đến tay sao lại không sử dụng nhiều một chút chứ? Tuy rằng đi xe này đúng là huênh hoang, nhưng xe mới đến tay tội gì không đi cho sướng đã rồi tính tiếp. Tề Đẳng Nhàn vẫn dùng xe Volkswagen Phaeton của mình, thật là một loại xe đã khiêm tốn lại vừa xa hoa, thi thoảng vài tên ngu ngốc sẽ tưởng nó là Volkswagen Passat sau đó đá một chân vào ván sắt. Dọc theo đường đi, xe của Lý Vân Uyển hấp dẫn vô số ánh mắt làm cho cô ta không khỏi hơi đắc ý. Tuy rằng gia cảnh của cô ta cũng coi như khá tốt nhưng nếu nói thẳng ra thì cả đời cũng khó có duyên với loại xe như thế này. Chiếc xe này không đơn giản là có tiền có thể mua được mà nó còn cần địa vị. Hơn nữa, cho dù là người có tiền nếu muốn mua một chiếc siêu xe giá trị hơn 4.000 thì trong nội tâm cũng sẽ tính toán kỹ xem liệu chiếc xe đó có đáng giá hay không. Lý Vân Uyển vừa mới dừng xe vào vị trí thì nhìn thấy Dương Quan Quan đi xuống từ một chiếc xe BMW 740 ly ở bên cạnh. Tề Đẳng Nhàn mua tận mười mấy chiếc BMW, trong đó có một chiếc 740 ly, hắn vô cùng hào phóng cho Dương Quan Quan. Hắn nói thẳng bí thư là mặt mũi của hắn cho nên không thể quá keo kiệt. Còn nhà tư bản chó chết đó có phải lấy việc công làm việc tư, dùng nhiều tiền để chiếm thêm cảm tình của bí thư Dương hay không thì không ai biết được. Trông thấy Lý Vân Uyển đi Aston Martin của Tề Đẳng Nhàn, trong lòng Dương Quan Quan cảm thấy hơi hụt hẫng, cô ta có cảm giác muốn đi thử một lần trải nghiệm cho bớt tò mò. Vân Uyển, hôm nay giám đốc Tề Tổng không đi làm sao? Dương Quan Quan chào hỏi Lý Vân Uyển sau đó hỏi dò Tề Đẳng Nhàn ở nơi nào. Cô còn chưa quen tác phong tản mạn của hắn à? Hôm nay hắn đến tập đoàn Hướng thì tìm giám đốc Hướng, chắc là không đi làm được. Lý Vân Uyển cười nói. Dương Quan Quan cười hôm qua sinh nhật cô có vui không? Lý Vân Uyển gật đầu liên tục, sau đó nói tôi không nghĩ tới tên chó Tề Đẳng Nhàn đó vậy mà rất hào phóng, hắn ta tặng tôi chiếc xe này làm quà sinh nhật đó. Từng câu chữ trong vô thức có ý tứ khoe khoang, việc này cũng chẳng có gì lạ, nếu ai nhận được quà hơn 4.000 vạn như thế cũng sẽ khoe khoang một chút thôi. Mộng Mộng à, cô đúng là lỗ nặng, trong lòng Dương Quan Quan tâm thở dài. Tề Đẳng Nhàn đã tới tập đoàn Hướng Thị, hắn vừa mới đi vào đã được bảo vệ đứng lớn tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành giám đốc Tề. Buổi sáng tốt lành, Tề Đẳng Nhàn ý cười ngâm ngâm đáp lại một tiếng. Sau đó, có vài nhân viên đi ngang qua cũng đều dừng chân, cười nói với hắn chào buổi sáng giám đốc Tề. Tề Đẳng Nhàn gật đầu nói chào buổi sáng. Một đường đi bất kể là bảo vệ, lễ tân, nhân viên hay quản lý, cứ hễ trông thấy hắn họ đều chào hỏi không ngớt. Tề Đẳng Nhàn cũng không chảnh chọe, hắn đều chào lại từng người. Hiện tại, tiếng tăm của Tề Đẳng Nhàn ở tập đoàn Hướng thì có thể nói là như mặt trời ban trưa, không hề thua kém Hướng Đông Tinh. Xin chào giám đốc Tề, hôm nay anh đến để tìm giám đốc Hướng Tổng đúng không? Bí thư ngoài văn phòng của Hướng Đông Tinh sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì đôi mắt ướt át đều sắp tràn ra hoa đào, cô ta khách khí hỏi. Xin chào, tôi muốn tìm giám đốc Hướng, mở cửa đi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Vị bí thư kia hơi tiếc, cô ta biết Tề Đẳng Nhàn xem như cũng khá sớm nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có phương thức liên hệ. Cửa lớn vừa mở, hắn trông thấy ngay Hướng Đông Tinh đang ngồi trên bàn làm việc để tốc ký, cây bút chì xen kẽ trong búi tóc hơi tán loạn. Cô ta cúi đầu, trên mũi đeo một chiếc mắt kính tơ vàng càng hiện ra khí chất ngự tỷ, trưởng thành. Nghe được thanh âm mở cửa, Hướng Đông Tinh ngẩng đầu lên thì thấy Tề Đẳng Nhàn. Trong ánh mắt cô ta hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng nỗi tức giận vô cớ. Vẻ mặt Hướng Đông Tinh rất kém, hốc mắt đỏ bừng,
thậm chí có quầng thâm mắt, vừa thấy là biết do làm việc trong thời gian dài, không nghỉ ngơi hợp lý. Tề Đẳng Nhàn tùy tay đóng cửa lại, nhàn nhạt nói dáng vẻ này của giám đốc Hướng giống như không muốn chào đón tôi lắm. Hướng Đông Tinh cười lạnh nói tôi sao dám không chào đón anh chính là ân nhân lớn của tập đoàn Hướng Thị. Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói cô chắc là ăn thuốc nổ rồi phải không? Hai tay Hướng Đông Tinh ôm ở trước ngực, cười lạnh không nói gì. Hướng Đông Lôi chết rồi. Cảm xúc của Hướng Đông Tinh bỗng nhiên bình tĩnh lại, trong miệng cô ta phát ra một câu cụt ngủn. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói tôi biết, tôi đã sắp xếp người mang di thể hỏa táng rồi, cho cốt và giấy báo tử sẽ đưa tới cho cô sau. Hướng Đông Tinh mất hết sức lực dựa vào ghế giám đốc, mặt mũi cô ta hốc hác, thở dài nói từ nay về sau, một người để tôi hận cũng không còn. Lúc cô ta biết tin Hướng Đông Lôi chết, cô ta cảm giác như được giải thoát đồng thời cũng cảm thấy thê lương và cô độc. Đúng vậy, hiện tại cô ta ngay cả người để hận cũng không có, một người thân cuối cùng cũng đã mất. Tuy rằng thân thích họ Hướng vẫn còn không ít nhưng những người thân thích này đều chỉ ước cô ta chết sớm một chút sau đó tranh nhau cắt xẻ tập đoàn Hướng Thị. Tôi thấy tinh thần cô gần đây không ổn lắm, cần nghỉ ngơi một hai ngày. Dù sao sắp tới cũng không có việc gì làm, chúng ta chỉ cần ngồi chờ bị đánh, chờ Từ Ngạo Tuyết cống tiền là được. Cô nghỉ ngơi cẩn thận. Cũng là để lấy sức chuẩn bị cho sự phản kích sau này. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hắn cảm thấy nếu Hướng Đông Tinh cứ như thế này thì sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Hướng Đông Tinh nhíu mày nói tôi không cần nghỉ ngơi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nói cô có cần nghỉ ngơi hay không tự cô không biết sao. Nếu cô suy sụp thì tập đoàn Hướng Thị phải làm sao bây giờ? Hướng Đông Tinh cười lạnh nói có phải anh lo nếu tôi ngã ra đó thì tiền đầu tư anh đổ vào đều thành vô ích đúng không? Tôi thấy cô đúng là ăn thuốc nổ thật rồi, tôi quan tâm cô như vậy mà cô còn nói khó nghe với tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, anh không quan tâm tôi, anh quan tâm sự sống chết của tập đoàn Hướng Thị. Có lẽ nói anh quan tâm có thể vả mặt Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết hay không thì đúng hơn. Anh quan tâm mình có thể nhờ trận đánh thương nghiệp có 102 này để nổi tiếng, vẻ vang rồi về chạy về đế đô. Từ đầu tới cuối anh không hề quan tâm tôi. Trên thế giới này ngoại trừ Bác Phúc thì không ai quan tâm tôi cả, Hướng Đông Tinh lạnh mặt nói, từng câu đều mang theo sự vô tình giống như một con dao nhỏ sắc bén. Tề Đẳng Nhàn bị lời nói của cô ta làm cho sửng sốt, phụ nữ đúng là như quái vật vậy, thật là khó hiểu. Bởi vì Hướng Đông Lôi qua đời, Hướng Đông Tinh giống như hơi để ý những chuyện nhỏ nhặt, tâm lý cũng xảy ra biến đổi. Tôi cảm thấy cô đang trốn tránh đấy, chúng ta là bạn bè, tất nhiên là tôi sẽ quan tâm cô rồi. Đồng thời tôi cũng đầu tư nhiều tâm huyết, tiền bạc vào đây, dĩ nhiên tôi cũng sẽ quan tâm đến những điều khác nữa. Chẳng lẽ cô muốn cả thế giới quay xung quanh cô à? Tề Đẳng Nhàn buông tay, đi về phía Hướng Đông Tinh, cởi búi tóc của cô ra sau đó nằm xuống đã, cô cần nghỉ ngơi một chút. Hắn vừa mới đưa tay ra thì Hướng Đông Tinh đã hất văng tay hắn rồi tức giận quát lớn cút ra ngoài cho tôi không cần anh quan tâm. Tôi sẽ đảm bảo ích lợi anh cần. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn co rút, nếu Hướng Đông Tinh không phải phụ nữ thì nhị đương gia cũng không ngại làm đối phương nếm thử cái gì gọi là thiết trưởng vô tình. Hắn cũng lười nói thêm, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài. Hướng Đông Tinh sửa sang lại búi tóc một phen, hung hăng xoa mặt mình, mặt mũi bình tĩnh nói nếu không có ai quan tâm tôi thì tôi cũng không cần ai quan tâm hết. Tôi sẽ bảo vệ được tập đoàn Hướng Thị. Nói xong câu đó, cô ta lại bắt đầu dựa vào bàn tiếp tục làm việc. Kế hoạch đối phó Từ Ngạo Tuyết cần phải làm càng kỹ càng tỉ mỉ, phải bảo đảm không có chút sơ hở nào. Tề Đẳng Nhàn sau khi ra khỏi văn phòng của Hướng Đông Tinh, hắn nói với bí thư cô để ý một chút, nếu giám đốc Hướng có vấn đề gì thì thông báo với tôi một tiếng, mang nhiều nước trà hay bánh ngọt gì đó để cô ấy nghỉ ngơi. Bí thư biểu tình đầy tủi thân, uy nghiêm của cấp trên làm bí thư như cô ta không dám nhìn thẳng, đặc biệt gần đây chỉ cần hơi quấy rầy Hướng Đông Tinh thì mặt giám đốc Hướng lập tức xám xịt. Tề Đẳng Nhàn vào thang máy đi thẳng xuống rồi tạm dừng ở một tầng, sau đó Kiều Thu Mộng mặc một bộ đồng phục chuyên nghiệp đi vào. Sau khi cô ta nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì hơi sững sờ sau đó vui vẻ nói chồng à, anh cũng ở đây sao? Thu Mộng, sao cô lại ở tập đoàn Hướng Thị? Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, hắn bất đắc dĩ cười hỏi. Anh quên rồi sao, anh thông qua tập đoàn Hướng Thị mang về vài đơn hàng cho tập đoàn Kiều Thị của chúng ta. Tôi có mấy hợp đồng cần đến đây xử lý.
Kiều Thu Mộng ngọt ngào cười nói. Hôm nay tôi đến đây còn nghĩ có thể gặp được anh hay không đó. Không ngờ là ngẫu nhiên gặp được thật. Tề Đẳng Nhàn cười nhẹ, thang máy đi xuống từng tầng một, người đi vào càng ngày càng nhiều. Tề Đẳng Nhàn kéo Kiều Thu Mộng lui về phía sau, tránh vào trong một góc. Những mà muốn gặp chồng mình mà lại cần đến tập đoàn Hướng Thị để ngẫu nhiên thấy thì cũng thảm quá. Kiều Thu Mộng chu miệng, vẻ mặt rất đáng yêu. Lúc thang máy tới tầng 18 lại vào thêm vài người nữa khiến không gian vô cùng nhỏ hẹp. Kiều Thu Mộng cả người gần như dán sát trong lồng ngực Tề Đẳng Nhàn, sắc mặt cô ta đỏ bừng, hỏi chồng ơi, trước kia có phải tôi đối xử với anh không được tốt lắm không? Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Kiều Thu Mộng nói hai ngày này tôi ở trong nhà tìm không thấy một tấm ảnh chung nào của hai chúng ta, ở trong phòng cũng không tìm được một bộ quần áo nào của anh. Thậm chí tôi không cảm giác được dấu vết nào cho thấy anh đã tồn tại trong sinh hoạt của tôi. Ngay cả nhật ký tin nhắn cũng đều ít ỏi đến thảm hại. Tuy rằng Kiều Thu Mộng mất trí nhớ nhưng bản chất cô ta là một người phụ nữ vô cùng thông minh, nếu không như vậy thì cô ta cũng không đủ năng lực để xử lý toàn bộ tập đoàn Kiều Thị. Thông qua những dấu vết trong sinh hoạt, cô ta hoảng hốt nhận ra rằng trước kia chính mình cùng Tề Đẳng Nhàn không hề thân thiết, thậm chí có chút xa cách. Trước kia cô đối xử với tôi rất tốt, cô sẽ sẵn lòng cho tôi viên đường cuối cùng, bằng lòng cho tôi món đồ chơi cô yêu thích nhất, thậm chí sẵn sàng ở cạnh tôi suốt đêm lúc tôi bị ốm. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Đó đều là chuyện lúc nhỏ rồi, xem ra, .sau khi kết hôn tôi thật sự không đối xử tốt với anh. Kiều Thu Mộng cảm thấy mất mát, cô ta nhẹ nhàng dùng tay ôm lấy eo Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn vỗ lưng cô ta, thì ra... Những hồi ức thời thơ ấu đó trong cảm nhận của Kiều Thu Mộng vẫn luôn luôn đẹp đẽ. Chỉ là không biết từ sau khi lớn lên tại sao quan hệ giữa hai người lại dần dần thay đổi. Vậy chúng ta ly hôn không phải là giả đó chứ? Toàn thân Kiều Thu Mộng run rẩy, cô ta cảm thấy hơi hoảng sợ. Tề Đẳng Nhàn cười khổ, Kiều Thu Mộng đã mất trí nhớ, phần đầu cũng bị thương, cô ta có thể đừng thông minh như thế được không? Hắn cảm thấy áo sơ mi của mình đã ươn ướt. Chắc hẳn là do nước mắt của Kiều Thu Mộng. Nhưng mà không sao, tôi đã quên rất nhiều chuyện, dần dần chúng ta sẽ tốt hơn. Kiều Thu Mộng lại nhẹ nhàng thủ thỉ. Đối mặt với Kiều Thu Mộng chân thành như thế, Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy trong lồng ngực bị tắc đến tràn đầy. Đến bãi đỗ xe ngầm rồi, đừng ôm. Thanh âm của Tề Đẳng Nhàn làm Kiều Thu Mộng đang sa vào cảm xúc bừng tỉnh. Kiều Thu Mộng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sắc mặt cô ta đỏ lên sau đó giống như thỏ con linh hoạt từ trong lòng ngực hắn thoát ra. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay ôm bả vai cô ta, cười nói công việc xong rồi đúng không? Tôi mời cô đi hẹn hò, cô có đi không? Kiều Thu Mộng sửng sốt, cô ta lập tức gật đầu đồng ý, nói đương nhiên muốn đi rồi. Đầu cô ta chôn vào ngực của Tề Đẳng Nhàn. Dù trước kia như thế nào thì sau này cũng nhất định phải tốt hơn. Tề Đẳng Nhàn ôm Kiều Thu Mộng đi về phía xe của mình. Hắn cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Công việc gì nữa, đi chào hỏi lấy mối làm quen cũng không thể ảnh hưởng mình bay nhảy giữa đống phụ nữ được, như vậy không phải vui hơn sao? Nghiêm túc mà nói, đây là Tề Đẳng Nhàn lần đầu tiên hẹn hò cùng Kiều Thu Mộng. Tề Đẳng Nhàn cũng không có kế hoạch gì hay ho, nếu đi dạo phố hoặc xem phim thì cũng không có gì thú vị. Hắn đơn giản là đi cùng Kiều Thu Mộng đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt cùng một cái thảm sau đó lái xe tới bờ biển. Trải thảm trên bờ cát xong, hắn xếp đồ ăn vặt ra rồi ngồi hóng gió biển, phơi nắng ấm, hưởng thụ khoảng thời gian yên tĩnh sau buổi trưa. Anh có tiến bộ đấy, Kiều Thu Mộng không khỏi cười, nói. Tiến bộ chỗ nào, Tề Đẳng Nhàn hơi ngờ vực hỏi. Khi anh còn nhỏ mang tôi đi chơi, tìm không thấy chỗ nào chơi nên chọn nghĩa trang liệt sĩ. Kiều Thu Mộng kể lại, nghĩ đến vẫn thấy buồn cười. Khụ khụ khụ, Tề Đẳng Nhàn ho khan liên tục. Việc đó đã không thể chỉ gọi là làm bậy thôi nữa rồi, đó gọi là chơi ngu. Hiện tại hắn nghĩ lại vẫn cảm thấy xấu hổ muốn chết, làm gì có ai đưa bạn gái đi chơi lại tìm đến nghĩa trang liệt sĩ. Xem ra Kiều Thu Mộng ấn tượng rất sâu sắc với lần đó, nhưng cũng bình thường thôi, rốt cuộc lần đó chơi ngu quá mà, người bình thường không ai nghĩ ra được trò đó. Kiều Thu Mộng lười biếng nằm phơi nắng, cô ta cởi hẳn giày ra, cuộn chân nhích lại gần hắn. Hiện tại Tề Đẳng Nhàn đã có thể xưng là IQ cao, đương nhiên hắn không cần con gái phải chủ động mở miệng. Hắn duỗi tay ôm bả vai cô ta, kéo người vào trong lòng ngực.
Đôi chân dài của Kiều Thu Mộng ẩn dưới chiếc tất chân màu da, dưới ánh nắng mặt trời phiếm ánh sáng ấm áp giống như mời gọi Tề Đẳng Nhàn thử xem cảm giác vuốt đôi chân này có tuyệt như trong tưởng tượng của hắn hay không. Anh vẫn phải về đế đô đúng không? Tôi nhớ rõ anh đã nói là sẽ lấy lại gấp bội những gì đã mất. Kiều Thu Mộng lười nhắc hỏi. Đúng vậy, nhưng mà trước đó tôi phải càng mạnh mẽ hơn mới được. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, hắn duỗi tay che trán của cô ta để đỡ ánh nắng chiếu thẳng vào mắt Kiều Mộng Thu. Năm đó Tề Bất Ngữ hung hãn điên cuồng là vậy nhưng cuối cùng cũng không thể đánh bại được thế lực kia. Đến cuối cùng gặp phải tình cảnh bốn phía là địch, nhà họ Tề không thể không đuổi hai ba con hắn đi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy, bản thân hắn nỗ lực hơn ba mình, nếu hắn nỗ lực như vậy hẳn là sẽ mạnh hơn ba hắn. Có lẽ không đến mấy năm là hắn có thể hiên ngang quay về đế đô, sau đó hắn sẽ khiến những kẻ năm đó bắt nạt hắn phải trả giá. Kiều Thu Mộng nói vậy sẽ rất nguy hiểm đúng không? Lúc đó ngay cả Tề gia cũng phải thỏa hiệp. Tề Đẳng Nhàn lập tức nói không có đứa bé nào là không nhớ mẹ, nếu bọn họ cưỡng bức tách bọn tôi ra vậy phải nghĩ đến nhất định tôi sẽ trở về. Kiều Thu Mộng khe khẽ thở dài, về vấn đề của Tề Đẳng Nhàn, cô ta kỳ thật biết rất nhiều, thậm chí cô ta đôi khi khó tránh khỏi hơi đồng tình với hắn. Y dài, trên đùi cô sao dính nhiều cát thế, để tôi phủi đi giúp cô. Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên nói, bàn tay cũng tự nhiên vươn ra. Chà, cái đùi này thật là co giãn, xúc cảm thật tuyệt. Tất ra chân vừa xa hoa vừa mịn màng, vuốt thử, cảm giác không khác so với tưởng tượng là bao. Tại giây phút này, Tề Đẳng Nhàn giải quyết xong vấn đề vẫn làm mình bối rối từ lúc Kiều Thu Mộng cởi giày nằm xuống. Kiều Thu Mộng lại nhìn không được nhẹ nhàng trợn trắng mắt, quyết đoán ấn tay Tề Đẳng Nhàn lên đùi mình, sau đó cô ta nâng người lên. Tập kích về hướng miệng hắn. Kiều Thu Mộng nhiệt tình chủ động hơi quá mức, vậy mà ép Tề Đẳng Nhàn có chút ngạt thở, một hơi hô hấp dài nhưng trong lúc hôn môi cũng không đủ dùng. Khụ khụ khụ, cô phóng túng như thế không tốt lắm nhỉ? Tề Đẳng Nhàn thở hổn hển hỏi. Sợ cái gì, đều đã là vợ chồng già rồi. Kiều Thu Mộng lại nói hết sức hào phóng, vậy nhưng mặt cô ta cũng đỏ dần. Tề Đẳng Nhàn cười khổ, vợ chồng già à? Nhưng đến tận lúc ly hôn giữa hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Cái gì cũng chưa phát sinh. Trái lại sau khi ly hôn tình hình đột nhiên không giống trước kia. Điều này thật sự làm người ta cảm thấy hy vọng mới tới. Quả thật đúng là nữ thần số mệnh như kỹ nữ trà xanh, luôn thích dùng loại vui đùa ác ý này trêu chọc người khác. Reng reng reng. Tiếng di động vang lên không hợp thời điểm, cắt ngang bầu không khí mập mờ. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bản thân hẳn là có thù oán với cái điện thoại này, mỗi lần đến thời điểm quan trọng là lại bị tiếng điện thoại chen vào. Sau khi hắn nhìn thấy người gọi điện là Diệp Phong thì càng không vui, anh ta giúp được mình một chuyện nhỏ thì bắt đầu lên trời à. Tề Đẳng Nhàn nhận cuộc gọi, tức giận nói alo. Diệp Phong cũng không bị hắn dọa mà nghiêm túc trình bày nhị đương gia, đã xảy ra chuyện rồi. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, hỏi xảy ra chuyện gì? Anh từ từ nói. Diệp Phong nói ngay chuyện là thế này, Từ An đã hẹn đàm phán với toàn bộ nhà cung cấp vật liệu xây dựng trong thành phố Trung Hải, đề nghị họ từ chối cung cấp vật liệu cho tất cả xí nghiệp có quan hệ với tập đoàn Hướng Thị. Từ An là cái cọng lông nào, anh nói rõ ràng xem. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày hỏi. Chấm chấm chấm, Diệp Phong không khỏi cạn lời, vị này thật đúng là quý nhân hay quên, Từ An chính là giám đốc của chi nhánh Long Môn tại Đông Hải đấy ạ. Từ Dương là con của ông ta. Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng nhớ lại cái tên này, khó chịu nói sau đó thì sao? Diệp Phong nói hiện tại nguyên liệu dùng cho công trường của giám đốc đều là từ phó giám đốc kỳ hạ dùng vật liệu của Hồng Mã để cung cấp, phó giám đốc đương nhiên không chịu đồng ý yêu cầu vô lý này của Từ An. Vì thế, hôm nay Từ An nhắc tới chuyện này, ông ta muốn đến quán Ba Tiểu Tĩnh để bàn vấn đề đó. Tôi đoán ông ta hẳn là sẽ dùng thủ đoạn cho nên thông báo trước cho cậu một tiếng. Nhớ tôi không gánh được, bị chặt đứt nguồn cung cấp hàng hóa dẫn tới trì hoãn mối làm ăn của cậu thì tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo, nói chuyện cũng đường hoàng đấy nhưng cuối cùng còn không phải là muốn cho mình ra mặt dọn dẹp ổn chuyện này hay sao? Tuy nhiên, nếu chuyện này liên quan đến ích lợi của hắn thì đúng là hắn nên ra mặt giải quyết. Hẳn là do tập đoàn Hướng Thị gần đây quá nổi tiếng nên liên minh kinh tế Từ Thị bên kia cũng dục dịch, muốn nhân cơ hội tạo thêm quyền lợi. Diệp Phong nhắc nhở Tề Đẳng Nhàn. Ai cũng nghĩ là Từ Ngạo Tuyết nắm chắc thắng lợi,
nhưng biểu hiện của tập đoàn Hướng Thị lại làm cho người bất an. Đông Hải Long Môn giúp đỡ cho xí nghiệp tập đoàn Hổ Môn, Tự An có lẽ đầu tư vào liên minh kinh tế Tử Thị một khoản tài chính không nhỏ nên cũng muốn được chia phần. Hiện tại, ông ta đứng ngồi không yên, muốn chèn ép tập đoàn Hướng Thị từ nhiều phương diện khác. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi biết rồi, đêm nay tôi sẽ qua đó. Diệp Phong cười nói, có nhị đương ra lại đây vậy thì chuyện gì cũng có thể dẹp ổn, tôi thật sự yên tâm. Vừa dứt lời, Diệp Phong cúp điện thoại. Làm sao vậy? Kiều Thu Mộng chờ Tề Đẳng Nhàn tắt điện thoại xong mới quan tâm hỏi han. Việc nhỏ thôi, đêm nay tôi phải đi quán rượu bóng đêm một chuyến. Tề Đẳng Nhàn nói. Nghe thấy bốn chữ quán rượu bóng đêm, đầu óc Kiều Thu Mộng đau như bị điện giật, sau đó một ít ký ức tràn vào. Cô ta dần dần nhớ lại một chút việc diễn ra lúc trước tại quán bar, sau đó bắt đầu xấu hổ. Ngày đó, là khoảng thời gian cô ta ly hôn cùng Tề Đẳng Nhàn, cô ta nhờ Ngô Thiếu gia hỗ trợ mình giải quyết vấn đề di rời phá bỏ, sau đó cô ta đến quán bar tiêu 100 vạn để tìm Diệp Phong. Kết quả cuối cùng kết thúc bằng sự lúng túng, nếu không phải Tề Đẳng Nhàn ra mặt thì cô ta và Ngô Thiếu gia chỉ sợ không có kết quả đẹp lắm. Tề Đẳng Nhàn trông thấy Kiều Thu Mộng duỗi tay che lại đầu. Hắn không khỏi quan tâm nói, làm sao thế, lại đau đầu à? Không có, chỉ là tôi nhớ tới một số chuyện trước đây, có chút xấu hổ thôi. Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ cười, vẻ mặt trở nên có chút buồn bã, phần ký ức này nói cho cô ta biết, quả nhiên, cuộc sống vợ chồng của cô ta rất bất ổn. Hiện tại cô có chút sợ, sợ rằng khi lấy lại ký ức nhiều hơn rồi. Liệu cô ta có thể dùng tâm trạng hiện tại mà giải quyết cuộc sống tình cảm của mình hay không? Nằm trên bờ biển tắm nắng ấm áp, chỉ trong chốc lát, Kiều Thu Mộng đã chìm vào giấc ngủ. Tề Đẳng Nhàn đợi cô ta tỉnh dậy thì đã không còn sớm nên bắt đầu đi dọn rác. Sau khi hắn ném một bao rác ném vào thùng rác bên bờ biển, hai người rời khỏi nơi này. Chờ đã, hai người tự ý xông vào bãi tắm riêng của chúng tôi, định đi không trả tiền à? Ngay lúc này, một thanh niên chặn đường hai người đi. Bãi tắm riêng sao? Kiều Thu Mộng không khỏi nhíu nhíu mày. Ở đây cô ta chẳng thấy biển báo nào cho biết là bãi tắm riêng của ai cả. Hầu hết các resort, khách sạn ven biển đều được xây dựng ở làng du lịch nổi tiếng. Các resort, khách sạn này đều có bãi tắm riêng, chỉ cần có thẻ phòng khách sạn là có thể ra vào bãi biển này, nếu không sẽ bị bảo vệ chặn lại. Tất nhiên, nếu bãi biển riêng của khách sạn đó được liên thông thì chỉ cần có thẻ phòng của một khách sạn bất kỳ là ta có thể tùy ý ra vào tất cả các bãi tắm khác. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, ở đâu viết rằng nơi này là bãi tắm riêng của các người vậy? Anh ta cười ha hả rồi nói, nó đã là của tôi từ khi hai người bước vào bãi tắm này rồi. Nhìn thấy làng du lịch bên kia không, nó là của gia đình chúng tôi điều hành đó. Các người tự ý xông vào bãi biển riêng của làng du lịch chúng tôi mà chưa được cho phép, hãy đóng tiền phạt đi. Kiều Thu Mộng vẫy tay với Tề Đẳng Nhàn, cô ta không muốn so đo với loại người này. Sợ bị phá hỏng tâm trạng tốt mất. Đưa 100 vạn đây rồi tôi sẽ cho hai người đi. Người thanh niên này bỗng nhiên cười, bày ra vẻ mặt không ý tốt mà nói. Kiều Thu Mộng không khỏi sửng sốt. Sau đó cô ta nổi giận, trầm giọng nói, cứ cho rằng bãi biển này là của làng du lịch Đông Sơn các người đi. Dù vậy thì bãi biển của mấy người làm bằng vàng sao? Chúng tôi chỉ vào nghỉ ngơi một chút thôi vậy mà lấy tận 100 vạn. Không sai. Bãi biển nhà tôi làm bằng vàng đấy, đưa 100 vạn nhanh lên. Bớt dây dưa, người thanh niên này cười lạnh nói. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ bả vai Kiều Thu Mộng, hắn nhếch mép cười nói, Mộng Mộng, cô không cần nói lý luận với loại người ngu ngốc này. Loại người này đến đây là để kiếm chuyện mà, nếu cô không bẻ mấy cái răng của hắn thì sao hắn biết đau là như thế nào. Kiều Thu Mộng cũng thấy lời Tề Đẳng Nhàn nói rất có lý. Khi gặp phải những loại người mặt dày này thì ta phải mặt dày hơn nó, đây chính là giải pháp hiệu quả nhất. Mày nói chuyện kiểu gì vậy? Biết tao là ai không? Anh chính là quản lý làng du lịch Đông Sơn, Trương Hoan. Nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy, người thanh niên không khỏi có chút bực bội, hơi nheo mắt lại nhìn đối phương. Kiều Thu Mộng cười nhạo một tiếng, cái tên này cô ta chưa từng nghe qua, cũng không biết trâu bò cỡ nào. Trương Hoan nhìn thấy mặt cô tỏ vẻ khinh thường, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống, nói cô chưa từng nghe qua tên của tôi à? Được rồi, vậy hai người đã nghe qua cái tên Lý Gia Quyền chưa? Hai người chắc hẳn là biết Lý Thiên Lạc, thiếu gia của Lý Gia đúng không?
Khu nghỉ dưỡng Đông Sơn thuộc tài sản của thiếu gia Lý Thiên Lạc. Tôi chính là cấp dưới của anh ấy đó. Khi Trương Hoan nói những lời này, khuôn mặt anh ta đầy kiêu ngạo, như thể anh ta là thừa tướng đi bên cạnh hoàng đế, nhìn rất chi là trung thành với chủ nhân. Điệu bộ của anh ta như vị quan dưới một người, trên vạn người vậy. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhíu nhíu mày, nói, Lý Thiên Lạc. Hắn nghe cái tên này có chút quen, sau đó trong nháy mắt nhớ tới gì đó rồi nhận ra. Nhìn thấy dáng vẻ của Tề Đẳng Nhàn, Trương Hoan không khỏi đắc ý, cho rằng hắn bị danh tiếng của Lý Thiên Lạc làm cho sợ hãi, lập tức nói, sao, bị dọa sợ rồi à? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, sau đó cười nói tôi chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi, anh là người hầu của người ta mà sao trông tự hào thế? Thật là không hiểu nổi. Trương Hoan sửng sốt một chút, sau đó nổi giận, lạnh lùng nói, tao có là người hầu của thiếu gia Lý Thiên Lạc thì so với rác rưởi như mày còn tốt hơn nhiều. Chỉ cần thiếu gia Lý Thiên Lạc thưởng cho tao một miếng ăn thì tao muốn đánh tụi bây, muốn chửi tụi bây bao nhiêu chả được. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy gọi Lý Thiên Lạc tới đây thử xem anh ta có dám nói những lời như vậy trước mặt tôi không? Lần trước Lý Thiên Lạc ở giết người ao đất thượng làm sự tình. Tề Đẳng Nhàn đã trực tiếp tới đá cửa phòng tập. Nếu lúc đó hắn không phải nể tình Phó Phong Vân, sợ làm mất thể diện của ông ấy, thì chắc hắn đã hủy hoại thanh danh của Lý Gia Quyền từ lâu. Tên Lý Gia Quyền kia là gì chứ? Ở trong mắt hắn, người đó cũng liền cùng cái gì tùng sống đạn run tia chấp năm liền tiên không sai biệt lắm ngoạn ý nhi. May mà cũng xứng gặp mặt với thiếu gia Lý Thiên Lạc sao? Đánh giá cao bản thân quá à? 100 vạn. Mau lấy ra đây, Trương Hoan lạnh lùng nói. Anh tự đi mà lấy ấy, Kiều Thu Mộng lãnh đạm nói. Ánh mắt Trương Hoan dừng ở trên người cô ta, sau đó cười xấu xa nói hai người nghèo đến nổi không kiếm ra 100 vạn cũng không sao. Ai là nam cút đi, nữ thì ở lại, cùng tôi trở về làng du lịch đi đền tiền bồi thường. Kiều Thu Mộng không khỏi sửng sốt, cùng trở về làng du lịch đền tiền. Còn có thể làm gì để đền tiền chứ? Lúc này, sắc mặt cô ta tức giận đến đỏ lên. Cái tên khốn này cố ý mở miệng đòi 100 vạn, một phần là để thực hiện hành vi này đây mà. Cô muốn tát anh ta không? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại hỏi. Ừ, Kiều Thu Mộng bĩu môi, hung tợn mà đáp ứng. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã nói, vậy cô lên đánh hắn đi, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô. Kiều Thu Mộng nói được. Thấy cô ta trả lời dứt khoát như vậy. So với Tề Đẳng Nhàn đang mất lý trí phía trước hoàn toàn khác nhau, như là một người ở trên trời và một người dưới đất. Sau khi cô ta thốt ra một câu, Kiều Thu Mộng sải bước về phía trước rồi vung tay tát một cái thẳng vào mặt Trương Hoan. Trương Hoan giận dữ, không nghĩ tới một người phụ nữ yếu đuối như vậy cũng dám tát mình. Thật sự không đem anh ta để vào mắt. Dù sao anh ta cũng là người được Lý Gia Quyền luyện qua vài tay nghề, đối phó với 2-3 tên đàn ông bình thường cũng chả sao. Anh ta vừa muốn đánh lại thì lại cảm thấy trên đỉnh đầu bị đập một cú, đầu óc lập tức choáng váng, sau đó hai chân bị cắm chặt vào cắt như đinh đóng cột, hai cánh tay sụi lơ, không thể nâng chúng lên được chút nào. Đúng lúc này, Kiều Thu Mộng lại thêm một cú tát mạnh vào mặt anh ta. Hết cú này đến cú khác, Trương Hoan chỉ cảm thấy áp lực dưới chân biến mất, cơ thể mất đi cân bằng, ngã phịch một tiếng té lăn trên bờ cát, mồm gặm đầy cát. Ngay lúc Trương Hoan định đánh trả, Tề Đẳng Nhàn đã đứng bên cạnh anh ta nện một cú đấm lên đầu anh. Ngay lập tức anh ta như cái đinh đóng trên cát, dáng chịu đựng giữa sống giữa chết. Hu hu hu. Sau khi Kiều Thu Mộng tát một cú xuống, bàn tay đau đến tê dại, cô ta vội giơ bàn tay đặt ở bên miệng thổi liên tục để giảm bớt đau. Tề Đẳng Nhàn thấy một màn vậy, hắn nhịn không được nở nụ cười. Còn chưa nói bộ dạng Kiều Thu Mộng thổi thổi thật sự rất đáng yêu. Trương Hoan ngồi trên cát, kinh ngạc ôm má, vẻ mặt không thể tin được. Sao mày dám đánh tao? Nếu mày đã biết thiếu gia Lý vậy mà còn đánh tao à? Tao nói cho tụi bây biết, chuyện ngày hôm nay tao sẽ không để yên, còn 100 vạn tao cũng giải quyết luôn. Trương Hoan trực tiếp hét lên, sự tức giận gần như tuôn ra khỏi mắt anh ta. Tề Đẳng Nhàn nhìn anh ta một cách thờ ơ, và nói, trước khi mày muốn cắn bậy ai đó, hãy nhớ để thủ đoạn của mình sáng sủa hơn. Để chân chó của mình không bị đánh gãy. Nói xong, hắn định mang theo Kiều Thu Mộng rồi rời đi. Căn bản lười đến phản ứng loại chân chó này. Loại người coi thường người khác, mà còn có thể tự tin hành động như vậy, còn lộ ra vẻ kiêu ngạo cũng khiến hắn cạn lời. Chân chó á,
Cho dù tao là chó, đó cũng là chó của thiếu gia Lý, tụi bây không thể đụng vào một cọng tóc của tao. Nếu động vào tao tụi bây cũng không có kết quả tốt đâu. Trương Hoan gầm lên giận dữ. Tề Đẳng nhàn nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, hắn không muốn để ý tới, nắm tay Kiều Thu Mộng rời đi. Nhưng vào lúc này, một bóng người vội vàng chạy một cách chật vật từ trong làng du lịch cách đó không xa. Đằng sau bóng dáng này, một số người đàn ông vạm vỡ đuổi theo. Cứu, giúp tôi với. Đó là một người phụ nữ quần áo xộc xệch, vẻ mặt sợ hãi. Sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng thì cô ta lập tức chạy về phía bên này, hét lớn. Cô chạy rất nhanh, nhưng xấu hổ thay lúc không chú ý thì bị ngã phịch xuống cát. Sau khi ngã xuống, đầu gối của cô ấy đã rã rời nhưng cô ấy vẫn dùng tay và chân bò về phía trước, cho thấy trong lòng cô ấy vô cùng sợ hãi và cô ấy muốn thoát khỏi nơi này biết bao. Kiều Thu Mộng sửng sốt, nhàn nhạt hỏi Tề Đẳng Nhàn bây giờ chúng ta nên làm gì không? Tề Đẳng Nhàn đợi một lúc và không nói gì, người phụ nữ đã bỏ dậy và trốn sau lưng anh ta. Anh gì ơi, giúp tôi. Xin hãy giúp tôi. Hu hu hu, tôi chỉ là một nữ sinh viên đại học tội nghiệp bị lừa đến đây. Làm ơn cứu tôi với. Có rất nhiều cô gái như tôi ở đó đang bị bức hại hàng ngày. Người phụ nữ nắm lấy ống quần của Tề Đẳng Nhàn và bật khóc, cầu xin Tề Đẳng Nhàn có thể giúp cô. Sắc mặt Trương Hoan thay đổi. Vừa lúc những người đàn ông vạm vỡ chạy tới, anh ta đứng dậy sắc mặt âm trầm mắng, tụi bây làm việc kiểu gì vậy, làm sao mà người từ làng du lịch chạy thoát. Những người đàn ông bị Trương Hoan chửi đến đỏ mặt, ấp úng một lúc cũng nói không nên lời. Trương Tổng, cô ta vốn bị nhốt ở trong phòng, nhưng không biết là thằng nào khóa cửa không kỹ, trong lúc chúng tôi mất cảnh giác cô ta mới chạy ra ngoài. Một người giải thích nói, hừ, trình độ xử lý của tụi bây đúng là làm tao thất vọng. Còn không mau đem cô ta trở về. Trương Hoan hừ lạnh nói. Người phụ nữ vừa cào nhau vừa đứng dậy, ôm lấy chân Tề Đẳng Nhàn, tuyệt vọng kêu lên, giúp tôi với, anh gọi cảnh sát giúp tôi đi. Trương Hoan nhìn Tề Đẳng Nhàn, cười lạnh nói, thằng nhóc thối, tao khuyên mày chuyện này. Ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Kiều Thu Mộng sắc mặt âm trầm nói, có phải vừa rồi anh muốn bắt tôi vào trong làng du lịch để làm chuyện giống như vậy không? Trương Hoan, tất nhiên, ngoại hình của cô rất nổi bật. Nếu cô làm việc trong khu du lịch của chúng tôi chắc chắn sẽ khiến nhiều khách hài lòng. Kiều Thu Mộng thản nhiên nói với Tề Đẳng Nhàn, chồng, anh không được để họ đi, bọn họ quá đáng ghét. Thật không có lương tâm. Ừ, Tề Đẳng Nhàn thờ ơ gật đầu, trong mắt hiện lên sát khí. Loại chuyện này. Để dùng bốn chữ táng tận lương tâm mà hình dung cũng không quá đáng. Lý Thiên Lạc sinh ra trong một gia đình võ thuật, cũng là một võ sư, vậy mà anh ta lại làm những việc như vậy. Hầu như ai là một người tập võ thì trong máu họ đều chứa tình người ấm áp và hào hiệp. Nếu gặp bất công họ có thể rút kiếm để giúp đỡ. Mà khi gặp sức mạnh, họ có thể thực hiện điều cấm trong võ thuật. Thế mà, Lý Thiên Lạc lại làm một điều ghê tởm như vậy. Cho dù Trương Hoan có bị anh ta xúi giục hay không, hắn không thể tha thứ cho bọn họ. Còn muốn xen vào chuyện của người khác à? Trương Hoan không khỏi sửng sốt xem ra tụi bây thật không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu tụi bây vờ như không thấy mọi chuyện vừa xảy ra, túm chặt cái đuôi rời đi đi, thì nói không chừng tao còn có thể giữ một cái mạng cho đó. Nếu bây giờ mà tụi bây còn tính xen vào việc của người khác, thì ngoài việc tụi bây bị chôn vùi trong bụng cá tối nay thì tao không nghĩ ra kết cục nào tốt hơn vậy đâu. Nào, bắt lấy cô gái kia đi đi, trực tiếp giết thằng kia cho cá ăn. Trương Hoan ra lệnh, đám người vạm vỡ kia lập tức lao tới. Cô gái bị hại không kìm được nước mắt và hét lên, anh hãy chạy mau đi. Chỉ có chạy trốn thì tội ác của họ mới bị vạch trần. Nhưng Tề Đẳng Nhàn lại lắc lắc đầu, mũi chân rúi xuống bãi cát, bỗng nhiên vừa nhấc, rầm một tiếng. Vung lên một làn cát vàng. Rất nhiều hạt cát bay thẳng vào mắt những người đàn ông vạm vỡ này, khiến họ kêu lên đau đớn và nhảy nhót như ruồi mất đầu. Tề Đẳng Nhàn đi lên một quyền cơ bản, tất cả chúng đều ngã xuống đất trong một thời gian ngắn. Cô gái bị hại thẫn thờ nhìn xem tới ngây ngốc, đây không phải là quá khốc liệt sao, những tên côn đồ vạm vỡ trong khu nghỉ dưỡng đã bị xử lý cho ngu người rồi kìa. Nào! Cô hãy đi theo chúng tôi đến khu nghỉ dưỡng đó rồi cứu những cô gái còn lại đó đi ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã nói với người phụ nữ bị hại. Không, không, không.
Tôi không muốn quay lại đó. Họ còn nhiều người lắm, nếu anh đến đó một mình thì sẽ là thiệt thòi lớn đấy. Cô gái bị hại kinh hãi nói. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, không quan trọng. Cho dù họ đến bao nhiêu người, đối với tôi, họ chẳng qua là một cái túi cát sống. Cô đã trốn thoát, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều cô gái đang chịu khổ. Cô chậm trễ thêm một phút ở đây, họ sẽ càng chịu thêm thiệt hại. Tôi nghĩ cô có thể tin tưởng tôi biết cách không làm hại bản thân, càng không hại cô. Người phụ nữ bị hại không khỏi có chút xúc động khi nghe những lời của Tề Đẳng Nhàn. Nhưng cô ấy cuối cùng cũng trốn thoát khỏi đó, liệu cô có quay lại địa ngục đó một lần nữa không? Tề Đẳng Nhàn có thực sự đáng tin không? Trương Hoan cười dữ tợn nói, nhóc con, mày không biết tốt xấu gì cả, mày muốn chết tao cũng không cản mày, rất hoan nghênh. Tề Đẳng Nhàn không đợi hắn nói xong thì đã tới, phịch một tiếng, Trương Hoan ôm bụng ngã xuống đất. Ngay sau đó, máu miệng và mũi hắn phun ra như suối, nhuộm đỏ cơ thể của anh ta. Bãi cát có lẫn màu đỏ và màu vàng. Tao cũng không muốn nghe loại cặn bã như mày nói chuyện với tao, nó khiến tao cảm thấy rất phiền phức làm đó. Tao gặp qua rất nhiều cặn bã, nhưng đây là lần đầu tiên có người kinh tởm như mày đó. Nói xong lời này Tề Đẳng Nhàn trực tiếp nắm lấy cổ áo của Trương Hoan và mỉm cười với cô gái bị hại, phiền cô hãy dẫn đường đi. Cô gái cắn răng gật đầu, đi thẳng về phía khu du lịch. Kiều Thu Mộng đi theo Tề Đẳng Nhàn do dự hỏi, cứ đi vào như vậy có thực sự ổn không? Tôi có nên gọi cảnh sát trước không? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt lắc đầu, nhìn cô ta đầy ẩn ý nói, quỷ mới biết bây giờ ai đang ở trong khu nghỉ dưỡng đó, cho nên đừng làm cho sự việc trầm trọng thêm. Tề Đẳng Nhàn không phải kẻ ngu không não, nếu làm dối mọi thứ như đánh trống khua chiêng thì đến lúc đó chỉ muốn trốn mà không trốn được. Rốt cuộc bây giờ ai đang ở trong khu du lịch đó hắn cũng không biết, nếu chuyện lớn quá, có quá nhiều người nhúng tay vào, đến lúc đó hắn sẽ gặp rắc rối. Lúc này hắn kéo Trương Hoan như một con chó chết đi đến khu du lịch. Khi các nhân viên trong khu nghỉ dưỡng nhìn thấy cảnh này, họ sợ hãi và ngây ngốc, tất cả họ đều run rẩy không nói nên lời. Trương Hoan là người phụ trách của họ, vậy mà có người đánh anh ta như thế này. Các cô gái đều bị giam giữ ở phía sau. Có rất nhiều người trong số họ. Nhiều người trong số họ đã bị bắt cóc giống như tôi. Cô gái bị hại nói với Tề Đẳng Nhàn. Lúc này Trương Hoan rên rỉ một tiếng tỉnh lại, anh ta cảm thấy nội tạng nóng ran, nhất là bụng đau kịch liệt. Cú đá vừa rồi chắc đứt ruột mất. Còn ngây người làm gì, lập tức báo tin cho thiếu gia Lý biết đi. Trương Hoan yếu ớt nói. Lập tức, có người cuống quýt lấy điện thoại di động ra gọi điện, chuẩn bị thông báo cho Lý Thiên Lạc. Nhìn thấy cảnh này, Tề Đẳng Nhàn cũng không có ngăn cản. Hắn quay sang cô gái bị nạn và nói, hãy đưa tôi đi giải cứu các cô gái trước đi. Cô gái bị nạn gật đầu, dễ dàng tìm thấy một cánh cửa bí mật, sau khi đẩy nó ra, cô ấy đưa Tề Đẳng Nhàn thong thả bước vào đó. Tề Đẳng Nhàn đi đến một căn phòng mà các cô gái bị giấu kín, những cô gái sống ở đó không khỏi run sợ khi nhìn thấy một người đàn ông to lớn đi tới. Mọi người đừng sợ. Anh thanh niên này là người tốt, anh ấy là tới cứu chúng ta khỏi nơi này. Cô gái bị hại lớn tiếng nói. Cứu chúng ta rời đi. Một mình anh ta sao? Có người run giọng hỏi. Một người sao có thể cứu chúng ta? Bọn họ sẽ không hại chết chúng ta chứ? Một nữ sinh khác sợ hãi nói. Anh gì ơi, anh có thể đi dẫn thêm người tới đây được không? Một mình anh đánh không lại bọn chúng đâu. Một cô gái khác nói. Đa số những cô gái này ăn mặc thiếu vải. Cộng thêm sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng hầu như ai cũng có ngoại hình nổi bật và thân hình hoàn hảo. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn là người luôn bị Dương Quan Quan chê là già, nhưng lúc này, hắn lại tỏ ra vô cùng kính trọng những cô gái này. Hắn đưa tay kéo một tấm khăn trải giường, đắp lên người cô gái gần nhất rồi nói, chỉ có tôi thôi, nhưng tôi có thể cứu cô và đưa các cô ra khỏi đây. Anh không đấu lại bọn họ đâu, anh cũng biết nơi này không dành cho người bình thường đến chơi. Một cô gái khác nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi bỗng nhiên rơi lệ, anh chạy nhanh lên đi còn kịp, nghĩ cách thông qua truyền thông đem chuyện này lộ ra ngoài, có lẽ còn có một ít hy vọng. Nếu bọn tôi cùng anh bỏ trốn mà bị phát hiện thì nhất định phải chết, bọn họ rất tàn nhẫn độc ác, sẽ không bỏ qua chúng tôi đâu, có vài chị em đã bị chúng làm thịt cho cá mập rồi. Một cô gái kinh hãi nói. Tề Đẳng Nhàn không khỏi hơi nhướng mày. Kiều Thu Mộng đứng kế bên cũng không khỏi thở dài. Những cô gái này thật sự quá đáng thương,
họ bị Trương Hoan và những tên khốn khác bắt cóc đến đây, cả ngày sống trong bóng tối. Ai không tuân theo thậm chí sẽ trực tiếp bị giết, bọn họ coi thường tính mạng con người và chả quan tâm đến luật pháp. Người phụ nữ bị hại được Tề Đẳng Nhàn cứu cũng im lặng một lúc rồi nói, chúng ta không thể từ bỏ hy vọng, vừa rồi tôi trốn thoát, và anh trai này đã cứu tôi. Anh ấy đề nghị tôi dẫn đường đến đây tìm mọi người. Chính là vì anh ấy muốn cứu mọi người. Cuối cùng cũng có người bị thuyết phục, mặc áo khoác, yếu ớt đứng lên, nói, tôi đi theo anh. Một người đứng lên, tự nhiên sẽ có người thứ hai, người thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Ai mà không muốn được tự do? Tự do là một khái niệm trừu tượng, giống như không khí, không thể cảm nhận được. Ai mà chả có tự do của bản thân, nhưng khi tự do thật sự bị lấy đi, mới có thể sâu sắc cảm nhận được nó quan trọng cỡ nào. Tự do, đó là thứ gì mà con người ta khao khát? Tự do, đó có phải là niềm khao khát có thể khiến nhiều người liều mạng? Sự xuất hiện của Tề Đẳng Nhàn đã mang đến cho những cô gái bị bức hại này hy vọng được tự do. Khi Tề Đẳng Nhàn dẫn các cô gái bước đến khỏi cánh cửa bí mật, bọn họ càng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Còn dám chạy à, tụi bây đợi chết đi. Trương Hoan ngồi trên mặt đất, nhìn thấy các cô gái được Tề Đẳng Nhàn mang ra ngoài, không khỏi hung ác mà nói. Các cô gái bị anh ta quát mắng không khỏi run lên, thậm chí có người muốn quay đầu chạy trở về. Kiều Thu Mộng lớn tiếng nói, đừng sợ, anh ta không là gì cả, các cô được tự do, không ai có thể cấm được. Tự do là vô giá, ngay cả khi ở một quốc gia nào đó, họ cũng không đủ tư cách để hạn chế quyền tự do của người dân của họ, chứ đừng nói đến loại người như Trương Hoan. Này này! Trương Hoan khóe miệng chảy ra máu tươi cười, trầm giọng nói, tao không là gì, bất quá sau lưng tao lại là thiếu gia Lý Thiên Lạc. Lý Thiên Lạc, người đó chính là người nối dõi của Lý Gia Quyền. Ba từ Lý Gia Quyền ở tỉnh Đông Hải này không phải tụi bây biết đại diện cho gì phải không? Lý Gia Quyền là phòng tập quyền Anh lớn nhất ở tỉnh Đông Hải, và nó đã được đánh giá là di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Đông Hải, có hàng chục nghìn đệ tử ở khắp các tỉnh thành. Trong số những người trẻ tuổi cùng thế hệ với anh ta, có thể nói Lý Thiên Lạc được mọi người vang danh, không ai dám xúc phạm anh ta. Hơn nữa, tụi bây nhìn những người tới làng du lịch Đông Sơn chơi đi, là những người có thể chọc vào sao? Mày dám đem toàn bộ phụ nữ trong đây trốn thoát? Dám chọc tới cái tổ ong vò vẽ này, vậy xác định mày sẽ chết không được tử tế rồi. Ngay cả gia đình của mày cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hành vi ngu xuẩn này của mày đó. Trương Hoan cười càng lúc càng đắc ý, dù cho Tề Đẳng Nhàn đánh anh ta thì sao, dẫn bọn phụ nữ ra ngoài thì sao, cuối cùng vẫn là chết. Tề Đẳng Nhàn đầy lãnh đạm, nói, ồ, để cho cả nhà tao chôn cùng mày hả? Tốt quá! Để tao xem Lý Thiên Lạc có bản lĩnh làm cho Tề gia chết ở đế đô không đây. Lời nói vừa thốt ra, hiện trường đã bị sốc. Nhà họ Tề ở đế đô, nhà họ Tề nào? Người đàn ông này thế mà là người của Tề gia ở đế đô à, trời ơi, đây là chuyện lớn, e rằng ngay cả thiếu gia Lý cũng gánh không nổi. Nếu anh ta lo chuyện này thì không ai có thể bao che được, dù sao cũng là đại gia tộc giàu có ở đế đô mà. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn nói xong lời nói, mọi người nhìn nhau thì thầm với nhau, cảm thấy có chút sợ hãi. Các cô gái nghe Tề Đẳng Nhàn nói như vậy đều vui vẻ lên, nếu như hắn thật sự là người của Tề gia ở đế đô, nói không chừng bọn họ thật sự có thể được cứu. Trương Hoan nghe vậy cả kinh, sau đó đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Tề gia ở đế đô, cái bối cảnh này, cũng quá lớn rồi. Tề gia ở đế đô. Thật là nực cười. 10 năm trước, mày bị Tề gia đuổi ra ngoài, vĩnh viễn không được trở về đế đô cơ mà. Cho tới bây giờ, mày còn dùng cái danh tiếng của Tề gia để lợi dụng, lừa gạt khắp nơi sao? Nếu như Tề gia ở đế đô còn ý muốn nhận mày lại, thì mày hãy gọi người của bọn họ tới cho tao xem. Nếu thật sự là vậy thì tao sẽ lập tức quỳ xuống đất chui vào đũng quần của mày. Lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Là Lý Thiên Lạc. Vào thời điểm quan trọng này, anh ta vội vã đến khu du lịch Đông Sơn rồi tình cờ nghe được những gì Tề Đẳng Nhàn vừa nói. Sau khi nghe Lý Thiên Lạc nói xong, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Các cô gái sửng sốt một chút rồi cảm thấy hơi thất vọng. Ha ha, hắn hóa ra là người mà Tề gia vứt bỏ mà lại dám mượn danh nghĩa Tề gia lừa gạt khắp nơi. Dọa ta sợ một lúc.
ta thật sự cho rằng hắn là đại thiếu gia thì ra chỉ là người bị vứt bỏ mà thôi. Loại phế vật này cũng dám lấy danh tiếng Tề gia dọa người sao? Cho dù hắn có chết ở chỗ này thì người của Tề gia có lẽ cũng không thèm nhìn hắn một cái đúng không? Mượn danh kiêu ngạo làm gì? Hừ, hôm nay ta nhất định phải giết chết tên ngu dốt này. Nếu Tề Đẳng Nhàn chẳng qua chỉ là thanh niên bị Tề gia vứt bỏ vậy cũng không có gì phải sợ, đem hắn giết chết trong lòng cũng không có gánh nặng tâm lý. Nếu hắn thực sự là đại thiếu gia của đế đô như hắn nói thì mọi người sẽ ngoan ngoãn thừa nhận, thậm chí chủ động đến đồn cảnh sát thú tội cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Lạc chậm rãi đi tới lờ mờ nói, các người ra ngoài làm gì? Còn không mau trở về xử lý, lát nữa chuẩn bị tiếp khách. Các cô gái bị lời nói của hắn dọa cho sắc mặt nhợt nhạt không ngừng run rẩy cũng không dám nói lời nào. Lý Thiên Lạc hừ lạnh nói, thế nào các người không nghe tôi nói sao? Tề Đẳng Nhàn đi về phía trước nhàn nhạt nói, Lý Thiên Lạc là người thừa kế của Lý Gia Quyền mà lại làm chuyện tán tận lương tâm như vậy, thật là đáng chết. Lý Thiên Lạc khinh thường nói, tôi muốn làm gì thì làm, cậu có thể quản tôi sao? Khi nói chuyện Lý Thiên Lạc vẫy tay một cái, mọi người nghe được tiếng chân dồn dập truyền tới. Chỉ thấy có rất nhiều bóng người xông ra khỏi cửa, tất cả đều là những đàn ông lực lưỡng, từng khuôn mặt thần sắc dữ tợn. Lập tức hơn trăm người cường tráng lấp đầy sảnh của khu du lịch. Thế nào? Khuôn mặt Kiều Thu Mộng không khỏi trắng bệch khi thấy nhiều người đến như vậy, trong lúc nhất thời cô ta vô cùng bối rối. Cô gái bị hại cũng nhất thời sửng sốt, thậm chí trong lòng có chút hối hận, nếu biết sớm thì cũng không tùy tiện nghe lời Tề Đẳng Nhàn, lúc này không phải tự mình rơi vào bẫy sao. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt cười, nói, gọi điện thoại báo quan đi. Báo quan? Ngươi dự định báo quan ở đâu? Những quan này có dám nghe ngươi nói không? Lúc này lại một giọng nói truyền tới, chỉ thấy một thanh niên mặc Âu phục đi giày ra. Hắn từ tốn sửa sang lại Âu phục. Toàn thân tràn ngập thái độ vô cùng kiêu ngạo. Sau khi Kiều Thu Mộng thấy người đàn ông này, não cô ta muốn nổ tung, người này thực sự là Dương Văn Khải, con trai Dương Lệnh Quang. Thảo nào khó trách Lý Thiên Lạc cùng Trương Hoan kiêu ngạo như vậy. Thì ra là có con trai chủ tịch tỉnh nâng đỡ bọn họ. Kiều Mộng Thu hết sức kinh hãi. Lý Thiên Lạc cười khúc khích nói với các cô gái, giới thiệu một chút, vị này là con trai của chủ tịch tỉnh Đông Hải, hôm nay anh ta đến đây để ăn uống vui chơi. Bây giờ các người còn muốn chạy sao? Các cô gái nghe Lý Thiên Lạc nói ra thân thế của Dương Văn Khải, họ cảm thấy trong đầu như có sét đánh, thậm chí có người trực tiếp gục xuống khóc lớn. Tôi nói cậu không nên tin tưởng hắn, không nên chạy trốn, hắn một thân một mình có thể làm gì? Chúng ta sẽ bị tên này giết hại, hắn có một mình, đảm nhiệm cái gì, thật sự cho mình là siêu nhân sao? Các con trai của chủ tịch tỉnh đều tới làng du lịch giải trí, chúng ta còn cơ hội nhìn thấy mặt trời sao? Ô ô ô, tâm lý của các cô gái hoàn toàn sụp đổ, thân thế của Dương Văn Khải dường như là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Đến nỗi các cô gái bắt đầu chất vấn nhau. Tề Đẳng Nhàn cho rằng sự kiêu ngạo của Tề Đẳng Nhàn sẽ làm hại các cô gái. Hôm nay các cô gái vừa tính toán chạy trốn, như thế người của làng du lịch nhất định sẽ trừng phạt các cô gái. Trương Hoan cười nham hiểm nói, hiện tại cậu biết cậu ngu dốt chứ? Vừa rồi cậu mới làm việc gì tôi sẽ làm như không thấy, cậu còn giả bộ. Bây giờ cậu tiếp tục giả bộ à, giả bộ thêm đi cho tôi nhìn. Một mình cậu có thể tạo được sóng gió lớn tới sao? Miệng Tề Đẳng Nhàn chuyển động mỉm cười nói, xin lỗi nhưng tôi có thể tự mình tạo ra sóng lớn. Khi nói chuyện hắn mang tầm mắt dừng lại trên người Dương Văn Khải nói, cậu làm loạn như vậy cha ngươi có biết không? Dương Văn Khải đen mặt nói, Lý Thiên Lạc. Tôi nói hôm nay hắn nhất định phải chết ở chỗ này. Lý Thiên Lạc gật đầu nói, Dương thiếu gia yên tâm, hắn hôm nay phải chết không ai có thể cứu được hắn. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay cũng không có ai dám tiết lộ ra ngoài. Kiều Thu Mộng biết những người này muốn giết người diệt khẩu, họ muốn giết Tề Đẳng Nhàn. Với lại năng lực của Dương Văn Khải dù có giết người cũng có thể nhẹ nhàng che đậy. Lúc này cô ta cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có chút xem nhẹ. Đối phương quá nhiều người, hơn nữa ra thế cũng không vừa, lỗ mãng chạy tới như thế thật là tự đưa đầu tới. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nói với Kiều Thu Mông, lát nữa dẫn người trốn vào một góc cố gắng đừng để bị thương. Cô cũng không cần lo lắng cho tôi, có tới nhiều thêm nữa cũng vô dụng. Hôm nay chồng cô sẽ biểu diễn cho ngươi xem Triệu Tử Long năm đó 7 lần ra vào ở trường Phản Sườn Núi.
Nói xong ánh mắt của hắn hiện lên một tia lãnh nhạt, huyết mạch sục sôi từ rất lâu không có loại cảm giác này. Trăm năm trước có võ thần Tôn Lộc Đường một mình đánh lại trăm người. Hôm nay Tề Đẳng Nhàn cũng muốn xem bản thân và đám người kia có bao nhiêu chênh lệch. Lý Thiên Lạc biết Tề Đẳng Nhàn rất tài năng, thậm chí chú Hai Lý và chú Ba Lý cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng hiện tại bị 100 võ sĩ hàng đầu tấn công xung quanh có năng lực chiến đấu đến chết, hắn không tin Tề Đẳng Nhàn còn có thể trở mình. Hắn không hề có áp lực, trong lòng có Dương Văn Khải chống lưng, cho dù ra thế Tề Đẳng Nhàn có như thế nào thì giết chết hắn cũng không ai biết. Dương Văn Khải đã có ý định giết chết Tề Đẳng Nhàn nếu Tề Đẳng Nhàn có dũng khí chọc vào tổ ong vò vè này, hơn nữa hắn cũng tự mình xuất hiện ở đây, như vậy chuyện này không được phép truyền ra ngoài. Nếu không danh tiếng của hắn sẽ xấu, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cha hắn. Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Lý Thiên Lạc cười châm biếm hỏi, hôm nay tôi phế cậu đoán chừng cha cậu cũng không dám làm gì. Khi nói chuyện hắn đã cởi áo khoác ra xếp nó gọn lại và đưa cho Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng hồi hộp không chịu được muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng cô ta cũng biết đối phương tuyệt sẽ không cho cô ta cơ hội. Ngoan ngoãn đứng yên đừng làm gì để tránh cho bọn họ nhắm vào. Tề Đẳng Nhàn thấp giọng dặn dò sau đó xoay người lại. Lý Thiên Lạc cười như điên nói, phế ta, cậu cứ thử đi để tôi xem cậu có bản lĩnh không. Dương Văn Khải lạnh nhạt nói, Lý Thiên Lạc cậu cùng hắn nói cái gì, trực tiếp giết hắn đi đừng lãng phí thời gian nữa. Lý Thiên Lạc trầm giọng nói, Dương thiếu gia yên tâm, hắn hôm nay nhất định phải chết. Người này năng lực không thấp, các người cẩn thận một chút, hợp lực với tôi giết hắn đi. Ai đánh chết hắn tôi thưởng 5 triệu. Lời nói của Lý Thiên Lạc đã làm tinh thần của các võ sĩ phấn khởi, ngoài những võ sĩ vì phần thưởng còn rất nhiều người trong số dễ dàng đánh bại Tề Đẳng Nhàn. Các cửa chính và cửa sổ được đóng để đề phòng Tề Đẳng Nhàn và những người khác chạy trốn, họ còn kêu người trông nom. Khuôn mặt Dương Văn Khải mang theo nụ cười ác độc, lần trước anh ta tổn thất lớn ở trong tay Tề Đẳng Nhàn, lần này anh ta nhất định phải giết hắn. Nếu hắn dám để Dương Văn Khải mất mặt vậy anh ta phải để cho hắn mất mạng. Tề Đẳng Nhàn không đợi những người này ra tay trước mà tự mình tấn công, một bước chân đã soạt một tiếng cực nhanh cực mạnh như tiếng thuốc pháo. Tốc độ của hắn thật đáng sợ, trong nháy mắt đã ở trước mặt, sau đó nhấc tay phải lên lấy khuỷu tay đánh thẳng đến. Bát cực quyền, đụng cùi chỏ. Người đầu tiên bị đánh trực tiếp vào ngực, phần ngực lập tức lõm xuống và các nội tạng bên trong do lực tác động mà trong nháy mắt vỡ nát. Khóe miệng tên côn đồ hộc máu, hai chân rời khỏi mặt đất trực tiếp ngã xuống. Những người đứng phía trước bị hắn đánh nếu không gãy xương đứt gân cũng trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, còn những người phía sau thì đỡ hơn chút, chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên người bị trúng đòn đã mất đi khả năng chiến đấu. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết cái gì là chuẩn xác trong khoảng cách ngắn, người tấn địch quốc. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng bật ra sự tàn ác, cả người hắn nhìn hung ác độc địa. Sau khi hắn đánh ngã một tên côn đồ lập tức động thủ đánh mạnh vào đầu tên bên trái. Bụp một tiếng, tên côn đồ cảm thấy hoa mắt toàn thân mềm nhũn thì thấy Tề Đẳng Nhàn cúi xuống nắm lấy mắt cá chân hắn ta. Hắn ta mất đi thăng bằng bị Tề Đẳng Nhàn kéo ngã xuống đất, sau đó cả người như cái chổi bị Tề Đẳng Nhàn rũ xuống. Phịch 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 phịch, liên tiếp chuỗi âm thanh vang lên, cơ thể tên côn đồ được xem như vũ khí, thoáng cái quật ngã được nhiều người và xương của hắn ta cũng gãy không biết bao nhiêu cái. Mọi người thấy một màn này cũng ngẩn ra, hắn cũng mạnh quá, một mình xông vào đám côn đồ còn đối phó với họ như thế. Tất nhiên Tề Đẳng Nhàn cũng bị ống thép và những cú đấm đánh trúng, nhưng điều này đối với hắn chẳng là gì, không khác gì gãi ngứa. Keng! Hắn bị một ống thép đập vào đầu, chỉ thấy ống thép cong xuống, tên côn đồ đang cầm ống thép ngẩn ra dễ dàng bị đánh đến mức khuôn mặt biến dạng, nằm trên mặt đất co giật liên tục. Một tên côn đồ rút ra một con dao găm dài hơn một thước ẩn trong đám đông chờ cơ hội động thủ. Hắn ta nhìn thấy cơ hội thích hợp bước ra từ trong đám đông đâm thẳng con dao găm trong tay về phía Tề Đẳng Nhàn. Khi con dao sắp đâm đến thân thể của Tề Đẳng Nhàn đã né sang một bên, đồng thời một cú đánh giáng lên đầu hắn ta. Giá một cái bát quái mài trưởng có thể nói là không chút nào nương tay, một trưởng đi xuống, liền tựa như phách dưa hấu, xương sọ nổ tung, trắng đỏ văng người chung quanh khắp người đều là. Lúc này nhóm côn đồ do Lý Thiên Lạc mang tới mắt đã đỏ như thủy triều, liên tiếp xông tới Tề Đẳng Nhàn muốn đánh chết hắn. Bất quá Tề Đẳng Nhàn vững như tảng đá, hễ ai gần hắn trong vòng ba thước đều bị đánh ngã, cho dù không chết cũng sẽ bị thương nặng. Các cô gái trốn trong góc phòng run lẩy bẩy cảm thấy có chút hy vọng.
Tề Đẳng Nhàn bị đánh chết thì các cô gái ở nơi này cũng sẽ không có gì tốt. Kiều Thu Mộng vô cùng khẩn trương không ngừng lo lắng cho Tề Đẳng Nhàn nhưng cô ta không giúp được gì chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho hắn. Thần sắc Lý Thiên Lạc có chút khẩn trương rốt cuộc đã có hơn 100 người lao tới và chưa ai có thể đánh bại hắn. Họ muốn giết chết Tề Đẳng Nhàn nhưng lại bị hắn đánh cho tàn phế hơn 20 người. Lý Thiên Lạc cậu căng thẳng cái gì? Hơn 100 người cậu còn sợ không đánh chết hắn. Hắn hiện tại tương đối mạnh khỏe một lát nữa hao tốn năng lực một người một chân cũng có thể dẫm chết hắn. Ha ha tên ngu xuẩn này nếu dám một mình xông vào làng du lịch Đông Sơn nhất định chỉ có chết. Khi Dương Văn Khải nhìn thấy khuôn mặt khẩn trương của Lý Thiên Lạc hắn không khỏi cười nhạt khinh thường nói. Lý Thiên Lạc gật đầu lia lịa cười nói, Dương thiếu gia nói một tiếng cũng không sai, một người một chân cũng có thể giết chết hắn. Bất quá năng lực của Tề Đẳng Nhàn cũng không hao tổn như bọn họ tưởng tượng mà càng lúc trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn dùng bát cực quyền và bát quái trưởng chém giết tứ phương trong đám người căn bản là chia làm hai môn võ thuật nội công và ngoại công nhưng ở trong tay hắn biến hóa xuất thần không chút nào chậm chạp. Công phu Tề Đẳng Nhàn như vậy so với năm roi liên tiếp và tiếp nhận sức lực các loại năng lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần dẫu sao cũng được rèn luyện trong ngục giam để đối mặt với nguy hiểm cũng không phải là chuyên môn đặc biệt để lừa dối người ngoài. Bát quái trưởng phần lớn lấy âm ngoan sở trường nhưng bát quái trưởng của Tề Đẳng Nhàn vô cùng kiên cường. Hắn luyện bát quái trưởng dùng là đôi đổi trưởng tới luyện nên thủ pháp và thụ lực hiện ra vô cùng mạnh mẽ. Bát cực quyền kia càng không phải nói vốn là quyền thuật nước ngoài được biết tới dùng khuỷu tay tấn công. Khi Tề Đẳng Nhàn thi triển sát núi dựa vào lưng cong lên cơ bắp cuồn cuộn một tấm bia đá cũng có thể đập vỡ chứ nói chi là thân thể một khi chạm xương ngực đều phải vỡ nát. Trong lúc hai người nói chuyện đã hơn 10 người nằm dưới chân Tề Đẳng Nhàn một số đang rên rỉ và một số đã không thể thở. Trong trận chiến này Tề Đẳng Nhàn có thể không để ý lực đạo của tay hắn đều lao vào đánh bại kẻ thù chỉ với một đòn, quan trọng là bảo đảm địch sẽ mất đi sức chiến đấu trong nháy mắt. Cho nên những tên côn đồ may mắn không trúng điểm chí mạng có thể sống sót còn nếu trúng điểm chí mạng chỉ có thể xếp hàng đi đầu thai. Hừ! Thấy xung quanh càng lúc càng nhiều người gần như gió thổi không lọt Tề Đẳng Nhàn miệng phun ra một tiếng hừ lạnh. Một tiếng hừ này tựa như sét đánh, đèn treo trên trần nhà cũng kêu vù vù tựa như sắp rung chuyển. Những người xung quanh động tác chậm lại cảm thấy lỗ tai phát ra âm thanh đau vô cùng. Tề Đẳng Nhàn giơ hai tay lên ngón tay chụm lại như dao cổ vũ tinh thần ngón tay phồng lên to như củ cà rốt. Thấy hắn khua hai tay lấy bản thân làm tâm điểm tấn công bừa bãi. Hai bàn tay giống như hai thanh đao lớn tự bảo vệ bản thân chặt chẽ nước không thể vô lửa không thể đụng. Dùng một chiêu chiến đấu tứ phương làm những người ở gần hắn lập tức hét lên lần lượt ngã xuống một số tên côn đồ muốn rút lui lại bị những người phía sau hướng tới đè ép cố gắng đi lên. Mấy giây sau trong phạm vi một thước không có ai đứng gần Tề Đẳng Nhàn. Lúc này đã hơn 2/3 100 tên côn đồ ngã xuống. Bá! Tề Đẳng Nhàn thu lại bàn tay lao đến phía trước sông thẳng đến nhóm côn đồ đông nhất giơ nắm đấm lên đánh sau đó dùng khuỷu tay. Hai nắm đấm một khuỷu tay bát cực quyền mạnh mẽ kiên cường. Đánh xong lượt này làm văng tứ tung ba người đánh ngã mấy người phía sau đồng loạt ngã xuống đất rên rỉ cử động ngón tay cũng khó khăn chứ đừng nói là đứng dậy. Điều muốn nói của tác giả. Kết quả kiểm tra không tốt nên tôi không muốn nói gì thêm. Mọi người sắp kiệt sức rồi thông cảm nhé. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.